Cắt được một con đấy. Tôi dùng ông treo cái đéo gì kia nữa. Chị, ui giời, hôm nay tưởng không like được ấy mọi người, muộn quá. Hello mọi người nhá, vào like rồi chấm bài cho em tương tác giúp em nào các chị. Hôm nay em làm một buổi tổng kết cho mọi người nha. Nói chung là bây hôm nay là vẫn còn được số lượng ấy. Các chị ạ, hôm nay thì sẽ vẫn còn được số lượng để chốt đơn cho các chị. Ok chưa, chị nào cần gì hôm nay em xả hết cho mọi người nhá. Vào like rồi chấm bài tương tác cho em với ạ. Vào like rồi chấm bài tương tác cho em với nào. Em chào chị Ngọc Tím ạ, hello mọi người. Chia sẻ livestream giúp em nha các chị. Rồi em chào chị Trần Ngọc Kiều, hello mọi người. Ui dồi, hôm nay em lên bình thường muộn hơn bình thường. Có hồi lễ thu qua lên sớm, hôm nay phải lên muộn hơn 30 phút đồng hồ. Các chị ạ, tại vì hôm nay nhà em đơn là cố gắng đẩy đơn đi cho các chị cho nó hết xong mới lên ạ. Nhận hai đơn to ạ, em cảm ơn chị Nguyễn Hương ạ. Hello mọi người nhá, em chào chị Sen Nguyễn Thị ạ. Hello các chị ạ, chấm bài và tương tác livestream giúp em với ạ. Chấm bài và tương tác livestream giúp em với ạ. Chia sẻ livestream cho em nhá. Bây giờ em còn làm lốt buổi tổng kết cho mọi người. Nó còn những cái mã gì, nó còn số lượng bao nhiêu nhá. Em tặng các chị lốt để cho cái gì ạ? Ngày mai cho các chị đủ đơn cho các chị đi đơn. Được chưa ạ? Ngày mai để cho các chị đủ đơn, các chị đi đơn thôi nhá các chị nhá. Chia sẻ livestream giúp em với ạ. Chị nào vào live rồi chia sẻ live cho em với ạ. Ok chưa? Chia sẻ livestream cho em với nha các chị ơi. Chấm bài lên đây để em nhìn thấy mọi người nào. Em chào chị Chu Thị Thúy ạ, em chào chị gái Vui Dương ạ. Hello tất cả chị em mình ạ. Rồi em chào chị Nguyễn Tuyết ạ. Hello các chị, mới được có năm mấy chị này thôi. Chia sẻ livestream cho em với ạ. Đợi em một tí nhá. Đợi em một tí ạ. Em chào chị Tươi Dương ạ. Em chào chị Hà Vân Nguyễn ạ. Hello mọi người. Chia sẻ livestream giúp em với ạ. Hai lần trang cá nhân, ba lần hỗ trợ nhóm cho em với. Hai lần trang cá nhân, ba lần. Bây giờ em đang chuyển mạng đây này. Đang đéo biết cái máy này nó kiểu gì luôn các chị. Rồi ạ, yếm bò của bé gái 22 cân, còn váy đấy, còn cái váy yếm kia kìa, cầm nốt đây đi. Với lại còn cái quần yếm tặng nốt các chị nhá, quần yếm bò đen ấy, nhớ không? Cầm nốt ở đây tặng, các chị cần gì hôm nay là còn số lượng bao nhiêu là chốt tặng hết các chị ạ. Chiều nay gọi bận chốt đơn không hề máy được giữ đơn đấy chị. Nói chung là bây giờ nhà em thì các chị cứ đi đơn đến đâu nhặt đơn đến đấy cho nó rõ ràng quan điểm nha các chị nhá. Tầm này Tết rồi, em bán có khi là ngày mai, em bán hết ngày mai là ngày kia em nghỉ rồi các chị ơi. Ngày mai ngày kia em nghỉ rồi nên là các chị lưu đơn đến bao giờ nữa? Các chị định lưu đơn đến bao giờ nữa ạ? Chán quá các chị ạ. Có thấy chị Trương Ngọc Huyền ạ? Có thấy chị Trương Ngọc Huyền ạ? Hello mọi người nhá. Hello các chị ạ. Cái điện thoại này hôm nay nó bị đơ, em không thể nào mà trở về được đây này các chị này. Đồ chị sao cả tháng chưa thấy á chị. Lên mã cho em là kiểm tra đơn hàng đi chị. Áo ấm cho bé ok chị này. Đây em còn một ít của yếm này. Cái yếm quần cầm nốt đây, xả trước 49.000 cái quần yếm đi. Nhớ cái quần yếm đen không? Quần yếm mà, cái quần yếm đen mà trơn trơn mà. Có cái túi đằng trước ấy. Bây giờ em tặng các chị cái mã đấy nha. Em nhập 60.000. Bình thường em bán 69.000 đồng, em cho các chị 39.000 đồng đi. Cho các chị 39.000 đồng. Bảo tặng các chị 39.000 đồng. Nhà dồn đúng rồi, cái đơn này nhà em sẽ dồn đơn chiều ạ. Nhà đơn này nhà em dồn đơn buổi chiều ạ. Xong là ngày mai nhà em sẽ chốt đơn cho mọi người ạ. Đơn này nhà em trang là dồn đơn buổi chiều, rồi ngày mai nhà em chốt đơn cho các chị nhá. Các chị nhá. Sao hàng nhà săn hàng nhà chị Trang hàng đẹp lắm ạ. Em cảm ơn chị Trương Ngọc Huyền ạ. Hello các chị, em chào chị gái Tú Huynh, cố gắng săn ở đây cho em với. Tại vì là hàng bây giờ nó còn số lượng ít lắm. Có những thứ nó không còn hàng đâu các chị, có những thứ nó chỉ còn một còn hai cái thôi. Nha mọi người nhá. Ôi sao cái điện thoại bên này em to lù thế nhỉ? Em bấm vào cái gì ạ các chị? Cái điện thoại này em bấm vào cái gì mà hôm nay nó to lù ra thế nhở? Làm nào cho nó bé lại nhỉ các chị nhở? Thôi chết bỏ mẹ rồi. Làm nào các chị nhở? Ôi trời. Em không hiểu kiểu gì sao cái điện thoại bên kia em cho kiểu gì nó to lù ra nhở mọi người? Đứng sau đây chỉnh cho em cái này sao nào? Bóp kiểu gì cho nó bé lại? Người sao lại đứng hết màn hình này thì còn nhìn thấy hàng kiểu gì nữa? Máy nào đây? Ôi thôi bỏ mẹ rồi, em lên nhầm điện thoại. Ôi trời ơi, thôi. Thảo nào bảo sao tự nhiên cái máy. Khổ quá, này buộc bận quá luôn. Con chị ơi, thôi trả lại đi.
Rồi em tặng cho các chị cái này 39.000 đồng đi. Cái gì? Thế thì bảo tưởng là cái Thúy bảo là còn ở dưới giá còn đầy của cái mẫu này. 39.000 đồng cho mọi người nhá. Đùa đâu, bực mình lắm cơ, hôm nào mà cứ gấp gấp vội vội như này em bực mình lắm các chị ạ. Chán lắm, không biết sắp xếp thời gian một tí nào hết cả. Ông cứ cố tham để cho đi đơn hết của ngày, đi đóng hết đơn, đẩy hết đơn đấy các chị. Muộn ơi là muộn ấy. Mình làm nghỉ một tí thôi, mình ngủ quá giờ đấy. Chán ghê thật chị. Em bật nhầm điện thoại. Nhục lắm ấy mọi người. Cứ hôm nào vội vội như này là y rằng mình chỉ mất công mệt người thôi mà mất hết hơi các chị. Rồi ạ, em chào chị tập sống khác nhá. Em chào chị Nguyễn Thị Phượng Phượng ạ. Em chào chị Con Rùa ạ. Em chào chị gái Thanh Phương ạ. Hello tất cả chị em mình nhá. Chấm bài và tương tác livestream cho em ạ. Bây giờ này, cái mã này này em nhập 50.000. Bây giờ em tặng cho các chị mã này còn 39.000 đồng được chưa ạ? 39.000 đồng cho em nhá. Em còn chỉ còn một tí thôi. Mỗi một sản phẩm ấy em chỉ còn khoảng tầm là 10 cái là căng đét là trở về thôi. Các chị ơi, áp dụng tất cả các chị chia sẻ livestream và lưu ý cho em là cái mức giá này ấy thì xỉ hay là lẻ hay là các chị bảo là gì ạ? Em Trang ơi, chị lấy 5 3 10 cái như thế này có rút không? Dạ xin lỗi các chị luôn là cái mã này em không rút được nữa nhá. Hàng này bình thường em bán vừa hôm qua kia em live buổi trưa. Đang sale cho các chị là bao tiền ạ? Đang sale các chị là 64.000 đồng nha mọi người. Hôm nay cho mọi người mã này em chỉ còn tí nữa thôi. Ngày mai có đơn thì mình lấy nha các chị nhá. Có size của bé thì mình lấy. Ô tại sao còn một cái size to tướng này các chị? Mã này em còn một cái size 30-35 cân. Còn đâu là em chỉ còn từ size khoảng tầm là 14 cân cho bé đến tầm 22 cân đổ về ạ. 14-22 cân đổ về các chị nhá. Lên đơn cho em ạ. Các chị ơi comment hộ em mã kèm số điện thoại nhớ nhá. Cho em xin hai lúc chia sẻ trang cá nhân ạ. Không cần chia sẻ quá nhiều lần, hai lần trang cá nhân, ba lần lên các hội chợ nhóm thôi ạ. Và để chế độ theo dõi fanpage cho em ạ. Em có đến 22-23 cân 22-23 cân hay sao các chị ạ? 22 cân đổ về ạ. Lựa chọn 14 cân cho đến 23 cân. Và em có một cái này của size 30-35 cân. Các chị nhá, em tặng hết cho các bé nhà mình với mức giá là 39.000 đồng. Áp dụng tất cả các chị chia sẻ livestream với á. Lên đơn cho em mã này luôn này. Comment hộ em luôn ạ. Được chưa, em lấy size 35 cân là các chị lên mã này cho em luôn nhá. Hôm qua đặt là mã xả kho rồi đúng không? Các chị ơi lên đơn cho em luôn này. Comment cho em mã này luôn ạ. Size 30 cân à? Rồi ok các chị comment mã cho em với ạ. Hôm qua là thanh lý rồi các chị ơi. Cho em xin mỗi chị lúc chia sẻ livestream với nào. Cứ lên view là tụt như này là lại buồn lắm luôn ạ. Được chưa? Cái mẫu này của em hiện tại nó đang còn màu xanh, màu đen là nhiều thôi, nó còn không có màu xanh đâu nhá, nó còn màu đen là nhiều thôi ạ. Chị nào xem mà máy nào chấm máy đấy cho em với ạ. Các chị lên đơn cho mã này luôn là Y1 và kèm số điện thoại cho em. Y1 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Mức giá em chốt sale trên live cho các chị yêu này. Được chưa? 39.000 đồng. Ui dồi ôi chán vào cái giờ này. Chả nhẽ trưa nay em không live này, tối nay em nghỉ ấy các chị ạ. Thật. Trưa nay mà em không live, chiều nay mà em không live đến 2K là tối nay em nghỉ luôn cho nó nghìn nó đỡ mệt người. Em chào chị gái Lục Tuyết nhá. Rồi em chào chị Thu Hương Trần Thị ạ. Em chào chị Trúc Bảo. Trúc Bảo ạ. Em chào chị Hương Dinh ạ. Các chị ơi lên đơn ạ. Váy vé mặc Tết em có hàng ạ. Comment là Y1 kèm số điện thoại cho em lấy 2-3 cái tùy mọi người. Tức là ngày mai cứ còn đến đâu là nhà em chốt cho các chị đến đấy. Tặng hết cho các bé mình nhà mình 39.000 đồng. Được chưa? Comment Y1 cho em với ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. Lấy 2-3 cái tùy các chị nhá. Cái này thì em cũng không biết là nó còn mấy cái của size to đâu. Cái này size to còn nhiều không? Cái này size to còn nhiều không? Đấy, size to nhà em chắc nó vẫn còn nữa nhưng mà nó sẽ còn ít hơn của size nhỏ các chị nhá. Nó sẽ còn ít hơn của size nhỏ. Tất cả như thế này em tặng các chị lốt ạ. Mỗi thứ còn 2, còn 3 cái em tặng lốt các chị 39.000 đồng. Kiểm tra đơn hàng ok chị yêu mình ạ. Lên mã là kiểm tra đơn hàng và kèm số điện thoại cho em với ạ. Các tình yêu lên mã này cho em là Y1 cộng số điện thoại cho em nhá. Y1 cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt sale cho các chị này. Eo ơi 39.000 đồng các chị ơi. Em đã bảo rồi, em nhập vào 60.000 em bán 69.000 đồng đấy các chị ơi. 60.000 em bán 69.000 đồng đấy các chị. Em còn một tí như này lốt, em xả lốt các chị 39.000 đồng cho các chị đi cho nó kịp đơn. Không nhiều khi là ngày mai ngày kia các chị có muốn đi đơn này. Ở xa quá là đi nó không kịp. Ở xa quá là đi nó không kịp đơn ạ. Rồi em chốt cho chị Nguyễn Phương ok à, chị Nguyễn Hương ok chị à, chị Chu Thị Thúy ok chị này. Comment cho em luôn ạ. Lâu rồi không nhớ á. Y1 cộng số điện thoại cho em ạ. Lâu rồi không nhớ mà đặt hàng lâu rồi không nhớ thì có khi nó về đến đây rồi chị ạ. Chị Phương Thùy ok của Y1 em chốt đơn ạ. Comment nói em luôn là Y1 cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng cho em với. 39.000 đồng chỉ áp dụng cho các chị yêu có lượt chia sẻ thôi nhá. Chị Phượng Thúy ơi em không thấy mình có lượt chia sẻ này. Chị Nguyễn Thị Phượng Phượng em cũng không thấy mình có lượt chia sẻ. Chị Phượng Nguyễn em cũng không thấy mình có lượt chia sẻ ạ. Dạ ok em chốt đơn cho chị Đào Thanh Trúc có đơn ạ. Chị Linh Dương em cũng không thấy mình có lượt chia sẻ đâu ạ. Các chị ơi cái mã này em chỉ áp dụng nhá. Hệ thống nhà em sẽ lên đơn và áp dụng cho tất cả các chị mình có lượt chia sẻ thôi mọi người nhá. Em đã bảo rồi, hàng em nhập 60.000 mà các chị.
Hàng em nhập 60.000 mà các chị, bây giờ em tặng các chị 39.000 đồng một con quần yếm như này. Được chưa? 39.000 đồng các chị lên đơn là Y1 cộng số điện thoại, hiện tại vẫn chưa vào được phần mềm các chị ạ. Chưa vào được phần mềm. Lên gọi điện chốt đơn cho bé à. Rồi ok chị Mạnh, chị Đồng Liên ok chị ạ. Các chị ơi lên đơn, có lượt chia sẻ là nhà máy tính nhà em sẽ tự động lên đơn cho các chị nhá. Chị Trương Ngọc Huyền em chưa thấy mình có lượt chia sẻ đâu ạ. Rồi chị Lê Hà em cũng không thấy mình có lượt chia sẻ. Mã này thì xin phép các tình yêu mình là em tặng cho tất cả các chị có lượt chia sẻ với mức giá 39.000 đồng một quần yếm. Được chưa? 39.000 đồng của một quần yếm như này ạ. Các chị nhá. Rồi ok chị lỗi nhớ trong em cũng không thấy mình có lượt chia sẻ đâu, để em qua mã này. Rồi ok chị Trang Nguyễn của Trang Nguyễn Hà Nội em chúc đơn ạ. Chị lớp cai không có lượt chia sẻ chị nhá. Lên hộ em luôn là Y1 ạ. Dạ ok chị Linh Dương em chúc đơn ạ. Chị Mặt Trời Bé Con em có nhìn thấy mình ạ. Rồi chị Phương Nguyễn em chúc đơn của Y1 ạ. Em trả vào được phần mềm. Comment hộ em luôn là Y1 cộng số điện thoại 39.000 đồng. Rồi ok chị Tăng Thanh Tâm có đơn ạ. Chị Tú Huynh ok có đơn của Y1. Em chào chị Xuân Trang Vũ, mã hàng Y1 cộng số điện thoại 39.000 đồng cho em ạ. Hôm nay chồng chị mới đi chuyển khoản à. Ok chị gái Hương Giang Võ ạ. Y1 chị Mẫn Thị Nữ em chốt đơn ạ. Chị Lê Hà em chốt đơn ạ. Chị Phương Nguyễn ok tình yêu. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với ạ. Con mừng em luôn là Y1 cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng. 39.000 đồng của Y1. Eo ơi. Em đã bảo rồi ạ. Đâu cái áo giữ nhiệt của bé còn đâu, mang nốt đây cho các bé 19.000 đồng. Cái áo giữ nhiệt màu đen đen ạ, cho các con nốt 9k. Được chưa? Em nhập vào 20.000. Hôm qua em đã bán tặng các chị là 20.000 rồi. Hôm qua em kia em đã bán tặng các chị là 20.000 rồi, thì em chỉ like được ngày hôm nay ngày mai nữa thôi là em nghỉ rồi. Thế nên là chị nào có đơn mình đi kèm vào đơn cho em tặng cho các bé mã này 9.000 đồng. Bây giờ còn size gì? Bây giờ còn size gì? 8 đến 16 cân. 8 đến 16 17 kg em tặng cho các bé đi kèm vào đơn 10.000 đồng. Được chưa ạ? Chị nào lấy xỉ lấy về mà bán ạ, riêng cái mã này nhá các chị nhá. Cho bé mặc bên trong áo len, bên trong áo phao, mặc bên trong yếm. Đấy, mặc bên trong quần yếm kia kìa. Được chưa? Em tặng cho các con với mức giá là 10.000 đồng ạ. Chỉ áp dụng các chị chia sẻ livestream thôi. Em nhập vào 20.000 một cái ạ. Bây giờ các chị thử tính xem ạ, 10 cái thì em mất bao tiền rồi ạ. Con mượn hộ em luôn là Y2 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Thu Hương Trần Thị em chốt đơn ạ. Lên đồ bé trai dạ, đợi em một tí ạ. Em lên đầy đủ cho các chị ạ. Y1 dạ ok chị Hồng Nhạn em chốt đơn ạ. Con mượn cho em mã hàng này là Y2. 10k nha các chị nhá, 10.000 đồng của Y2. Chị yêu nào lấy thì lên đơn cho em là Y2 cộng số điện thoại cho em ạ. Đấy, mỗi thứ nó cứ còn tí tí lốt là em cứ, cái này em cũng còn số lượng khoảng tầm 20 cái nhé. 20 cái em tặng nốt cho các bé là 9.000 đồng. 9.000 đồng không lấy 10.000. Em không đọc được comment đâu mọi người ạ. Được chưa? Y2 em chốt cho chị Phương Thùy ạ, chị Linh Dương em chốt đơn ạ. Comment cho em luôn là Y2 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y2 và cộng số điện thoại cho em ạ, 9.000 đồng nhá. Nó chỉ còn có tầm khoảng 20 cái thôi. Mã này nhiều, những cái mã này em chỉ còn tầm khoảng 20 cái thôi ạ. Chị Nguyễn Thị Phượng Phượng em chốt đơn ạ. Chị Trương Ngọc Huyền em chốt đơn của Y2 ạ. Các chị lên mã cho em là Y2 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị lớp K em chốt đơn ạ. Chị Bích Lê em chốt đơn của Y2 này. Cho em xem là yếm ạ. Yếm em sợ không còn hàng đâu chị. Lên là Y1 cộng số điện thoại tí xem lại ạ. Các chị lên mã này cho em luôn là Y2 và cộng số điện thoại cho em ạ. À yếm dạ ok chị Nguyễn Ngọc em chốt đơn ạ. Thank you chị yêu nhá. Lên mã cho em là Y2 cộng số điện thoại ạ. Tất cả em chỉ áp dụng những cái mã này cho các chị chia sẻ like thôi. Để cho lên mã em luôn là Y2 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Đào Thanh Trúc em chốt đơn của Y2 này. Chị Lê Hà ok Y2 em chốt đơn này, không bao giờ xù lông. Riêng con áo này thì đảm bảo luôn không bao giờ xù lông, em còn khoảng 20 cái nhé. Em tặng nốt cho các bé đi kèm vào đơn. Đấy, em tặng nốt cho các bé đi kèm vào đơn của Y2 ạ. Rồi ok chưa mọi người? Lên mã cho em trang là Y2 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt trên like cho mọi người là 9.000 ạ. 9.000 đồng ạ mọi người ạ. Chị Phương Nguyễn em chốt đơn ạ. Các chị lên đơn của em luôn. Y2 cộng số điện thoại cho em với nhá. Y2 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Đã ok chị tập sống khác em chốt đơn ạ. Em chào chị Phạm Anh Nhi ạ. Các chị mua thì bây giờ các chị chốt đơn đi cho nó kịp nhá. Không là tầm này ấy thì là ngày một ngày hai nữa là không, người ta không bưu điện các thứ nó không, Viettel nó không nhận những đơn xa là em không có gửi được hàng cho mọi người. Chị Diễm Nguyễn em chốt đơn ạ. Chị Ngô Hồng Anh 4 cái ok tình yêu ạ. Con mời nó em luôn là Y2 cộng số điện thoại nhá. Y2 và cộng số điện thoại cho em. Để chạm mệt quá luôn ấy. Rồi bây giờ sẽ lên cho các chị lốt cái chân váy công sở đi. Chân váy công sở nhà mình còn à. Nhà em năm nay là tồn nhiều nhất hàng công sở. Tồn nhiều nhất của hàng công sở như này. Đấy chứ ạ, tồn nhiều nhất của hàng công sở như này. Toàn bộ hàng công sở thì các chị yên tâm luôn, đó là hàng của hãng tất tần tật luôn cho em với nhá. Tất tần tật cho em với ạ. Dồn đơn với túi đen hôm qua. Túi đen của hôm qua 29.000 còn không đấy? Hình như nhà em không biết được, các chị ơi hôm qua chị chốt được đơn không? Chị chốt được đơn lẻ không? Nếu không chốt được đơn lẻ là sợ hết hàng rồi đấy ạ. Sợ. Cái tối hôm qua nhà mình 29.000 hết rồi phải không? Ui các chị ơi, tầm này là em đã bảo với mọi người luôn nhá, các chị đừng trách em nhá. Không nhiều chị này bảo Trang ơi chị chốt đơn rồi lại không giữ hàng cho chị nhá. Tất cả cái mã của bây giờ ấy, nhà em là cứ chị nào đi đơn ấy là em sẽ đi đơn luôn, ưu tiên cho các chị đi đơn, còn các chị mà không đi đơn hôm sau nó còn thì lấy mà hết thì thôi. Nhà các chị em không giữ đơn đâu. Nói luôn cho các chị yêu là em không giữ đơn đâu, bây giờ em lên luôn luôn cho các chị mã này luôn này. Cái hàng công sở nhà em thì còn nhiều nhất.
để tri ân các chị được tất cả mọi người được chốt đơn không cả đến lúc là nó lại không có hàng. Rồi, tân tật. Hàng công sở thì đẹp dã man rồi các chị ạ. Hàng công sở nhà em thì đẹp dã man rồi, năm nay điên không? Mình có ngay cái sẹo ở gối chị đấy. Đấy nó mới nhục chị. Đây ạ, tất cả cái dòng váy công sở này em còn của đủ size nhỉ? Cái này em đang tồn rất nhiều nhá. Cái này em đang còn tồn rất nhiều luôn đấy các chị, nên là các chị chốt thoải mái đơn cho em luôn. Được chưa? Em chào chị Phương Lan Nguyễn ạ, em chào chị Mẫn Kim ạ. Hello các chị nhá. Em đang không đọc được comment của mọi người đâu, hôm nay em lên muộn quá ấy mọi người, buồn ghê cơ. Mọi người đi xem hết like khác rồi. Đây này. Lên đơn cho em con này là Y3 cộng số điện thoại cho em. Y3 thì em sẽ đủ size cho mọi người luôn là từ 40 cân cho đến 60 cân. Nha các chị nhá, có size luôn ạ. Mọi người lưu ý cho em rằng là hàng có size, không phải free size đâu, may đẹp lắm. May đẹp cực kỳ luôn ạ. Tất cả cái này các chị ngày mai các chị lấy dáng ngắn thì lấy, mà lấy dáng dài thì thấy. Lấy như em thì em thấp thấp thôi. Đấy, em thì em thấp thấp thì em hay mặc những cái dòng mà nó trên đầu gối. Còn chị nào mà cao thì các chị có thể mặc cái mẫu dưới đầu gối cho em. Nha, chị nào mà cao thì các chị có thể mặc dưới đầu gối cho em. Còn một cái mã mà nó là vải u mì á, cầm lốt đây đi. Thanh Lý tất vào đây cho các chị mã này này. Áo em đang mặc có bán chứ chị. Cái gì em mặc cũng bán luôn. Cái gì em mặc cũng bán luôn. Nha, bây giờ sẽ lên đơn cho các chị mã này là Y3 cộng số điện thoại cho em ạ. Xem ly nào cũng về với em Trang à, em cảm ơn tình yêu. Cái mã này các chị lên cho em luôn là Y3 cộng số điện thoại cho em ạ. Full size cho cả nhà mình. Từ 40 cân đến 60 cân cho em ạ. Con này mặc lên đẹp cực kỳ luôn ý. Bao nhiêu tiền được? Năm nay em chết dở với cái hàng công sở này các chị này. Các chị không đi làm, các chị không đi chơi, nên là em bị tồn nhiều. Các chị ạ, em bị tồn nhiều. Thôi em thanh lý cho các chị mã này đi nhá. Các chị thử bỏ ra gần này tiền. Nhận hàng, các chị bóc hàng ra kiểm tra hàng cho em ạ. Xem đường may này, xem chất vải cho em, được chưa ạ? Xem form mặc lên có đẹp không. Em cho các chị mặc thử luôn. Được chưa ạ, mã này em cho các chị mặc thử luôn. Nhá, bảo bưu tá là anh bưu tá anh chờ em một tí em vào mặc thử luôn ạ. Soi gương ngắm cho em luôn ạ, được chưa ạ? Bảo chồng nhìn cho luôn. Mã này em chốt đơn cho các chị này. Áo em Trang mặc bao nhiêu ạ? Đợi em một tí xong lên mà áo em mặc cho ạ. Có like báo đâu mà có like bao giờ đâu mà không bao giờ tồn cô. Thật ra là cái mã này em like một lần hay hai lần rồi, nhưng mà vì em thấy mọi người không chốt thì các chị cứ bảo là các chị không, năm nay không đi làm ấy, không đi đâu, không đi làm, không đi chơi, thế nên là em không có like mấy. Đúng là có những chị sẽ chưa gặp mã sản phẩm này em like. Thì bây giờ các chị chốt luôn cho em này. Không đẹp em cho các chị trả về. Em bảo rồi nhá, em cho các chị mặc thử hàng. Riêng đối với cái mẫu chân váy công sở này, để chọn riêng, cái mã này thì anh bỏ cho em cái chân váy đuôi cá like sau nhá. Em sẽ không like chân váy đuôi cá đâu. Em sẽ like của chân váy công sở như này. Tất tần tật cho các chị với mức giá là 40. Vải đẹp lắm chị ơi, em cũng chả biết nó là vải gì đâu các chị. Em cũng không biết được nó là kiểu, đây, toàn bộ hàng em mua thanh lý thôi ạ. Toàn bộ hàng em mua thanh lý ạ. Cái mã này em ôm thanh lý hết cho các chị luôn. Em bán em la, em ôm cách đây tầm khoảng 4-5 tháng rồi đấy. 4-5 tháng rồi nha các chị nhá. Không, bây giờ thì xả luôn đi. Xả luôn lấy tiền tiêu Tết. Các chị nha, xả luôn lấy tiền tiêu Tết. 45.000 đồng của một cái. Các chị gái lên cho em mã này luôn là y mấy. Váy công sở đẹp lắm, chị mua 3 cái rồi ạ. Em cảm ơn chị. Đấy, có những chị là chưa gặp của cái like của cái mã này, nhưng mà có nhiều chị là mình đã mua sản phẩm này rồi ạ. Y3 cộng số điện thoại cho em. Em sẽ có hai màu hay sao? Em sẽ có màu đen này và em Trang sẽ có của màu màu ghi nha mọi người. Em sẽ có màu đen và màu ghi. Quần đùi nhung còn không chế ạ? À? Dạ em quần đùi nhung tối qua xả hết rồi chị ơi. Không biết là hàng còn hay không. Tối qua em ơi, em vào live thứ hai ấy, em xả luôn cả nhà mình hết rồi sao? Đợi em một tí thì em mặc cho các chị sang mẫu khác nhá. Mọi người lên cho em là Y3, lấy hai cái thì con mình hai cái cho em ạ. Mua đi tặng thoải mái luôn. Con này em đã bảo rồi nhá, các chị nhận hàng. Ui thì chết rồi. Bảo mặc thử cái này thì nó lại là size S, em mặc size M cơ. Em mặc size M cơ. Đây cho em một cái chân váy dài đấy, size gì đấy. Em sẽ thử cho các chị một vài mẫu nhá. Đây, em phải mặc của size M cơ, size S em không mặc vừa đâu. Các chị ơi, em có đủ size S, M, L, XL. S, M, L, XL cho em luôn ạ. S, M, L, XL cho các chị luôn. Eo ơi, 45.000 đồng. Đấy, 45.000 đồng cho cả nhà. Được chưa? 45.000 đồng cho các chị gái nhá. 45.000 đồng cho mọi người. Mọi người lên đúng mã của em luôn là Y3. Đấy, em chào chị Thanh Hồ, lâu lâu mới thấy này. Y3 và cộng số điện thoại cho em. Tóc nó chưa khô. Y3 và cộng số điện thoại cho em với ạ. 45.000 đồng của một chiếc nhá. 45 của 1.000 đồng của một cái của Y3. Em bảo rồi, mọi người mình mua thử đi nhá. Chị Hoa Vũ em chốt đơn ạ. Chị Phúc Lương em chốt đơn của Y3. Ngày mai các chị lấy dáng dài. Chị nào cao thì có thể mặc dáng dài, hoặc là chị nào thấp thấp mà các chị thích mặc dáng dài thì tùy mọi người. Nhưng nó cũng không dài quá đâu các chị nhá. Chân váy này nó không dài quá đâu, nó toàn bộ hàng của hãng thôi ạ. Ok chưa ạ? Chị Y3 dạ, chị Thỏ con giống em chốt đơn ạ. Chị Hồng Liên em chốt đơn ạ. Con mượn em luôn là Y3 và cộng số điện thoại cho em. Ngày mai chị em mình chọn màu, chọn size thoải mái cho em với ạ.
đủ size này, từ size S ạ, Y3 hai cái và em chốt cho chị Tú Huynh ok chị ạ. Y3 này có màu ghi nữa không? Y3 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Đẹp chưa? Y3 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt trên này các chị là 45.000 đồng. Mọi người đến nhận hàng nhá. Mọi người cứ bảo là gì ạ? Biêu tá là anh đứng em chờ chờ em tí. Em vào mặc thử xem, các chị mặc, các chị ngắm quay đằng trước đằng sau cho em xem cái dáng của nó có đẹp không ạ. Ok chị Trúc Linh ạ. Em chào, em chốt cho chị Trúc Linh này. Chào chị Bình Sơn ok chị ạ. Chị xem Nguyễn Thị em chốt đơn ạ. Chị Phúc Lương có cổ Y3 dáng dài luôn. Mình lên hộ em luôn là Y3 và cộng số điện thoại. Em sẽ có hai màu đấy. Đẹp dã man luôn các chị ơi này. Các chị ơi vào kiểu nào mình lấy kiểu đấy hộ em với ạ. Y3 và cộng số điện thoại cho em. Ơ dạo này như kiểu mình hình như là người mình bé bé đi sao nhỉ. Y3 và cộng số điện thoại cho em. Y3 và cộng số điện thoại cho em có cả màu ghi này. Em sẽ có cả màu ghi ạ. Dạ ok chị Đặng Thị Hiển em chốt đơn ạ. Chị Phạm Anh Nhi em chốt đơn của Y3. Chị Hà Phạm em chốt đơn của Y3. Lên mã cho em luôn là Y3 cộng số điện thoại cho em với. Y3 và cộng số điện thoại cho em. Em là em cứ hay mặc dáng ngắn cơ. Em là em cứ hay mặc dáng ngắn cơ. Nhưng mà em sẽ mặc đủ dáng cho mọi người xem. Em là em sẽ mặc đủ dáng cho các chị xem. Chốt em Y3 và cộng số điện thoại. Hình như con áo này hôm nay em mặc hơi rộng nên nó không hợp với lại cái chân váy này đúng không? Em hôm nay hình như em mặc con áo này nó hơi rộng ấy, nên là nhìn nó hơi bị mất form ấy. Nó hơi bị mất form đấy, còn không bình thường con này đẹp lắm. Đấy, còn bình thường hôm nay là em mặc cái áo này hơi rộng đấy. Các chị lên mã cho em luôn là Y3, vẫn có đọc được comment đéo đâu. Hôm nay nó vào muộn quá, nó không có sự chuẩn bị mà hết cả người các chị ạ. Lên hộ em luôn là Y3 và cộng số điện thoại này. Y3 và cộng số điện thoại. Thôi mình vào cái cạp nào mình lấy cái cạp đấy giúp em với nhá. Mình vào cái cạp nào mình lấy cái cạp đấy giúp em. Được chưa? Chị nào lấy Y3 lên mã Y3 cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Chu Thị Thúy em chốt đơn ạ. Em chào chị Cuộc Sống Bình Yên. Hello mọi người. Cái page bên này thì đặc tịt, em không đọc được mấy cái comment nào. Em biết là 17 chị thì chắc chắn là các chị phải có comment rồi. Nhưng mà không đọc được comment của các chị đâu. Lên hộ em luôn là Y3, chị Thỏ giống ok hai cái ạ. Em chào chốt đơn ạ. Chị Trần Lê à, rồi ok chị gái luôn, lên mã cho em. Các chị ơi, số tài khoản em đặt trên ảnh bìa ấy. Số tài khoản em đặt trên ảnh bìa ấy. Các chị lên là Y3 và cộng số điện thoại cho em nhé. Mức giá chốt trên này các chị là 45.000 đồng. Đấy, đọc giá xong quên rồi đấy. 45 nha các chị nhá, 45.000. Ngày mai các chị vào mẫu nào các chị lấy mẫu đấy. Nói chung là hàng may đẹp, dáng đẹp, chất đẹp cho các chị luôn. Được chưa? Y3 và cộng số điện thoại xinh quá. Em cảm ơn chị. Y3 cho chị Trúc Linh ok chị gái luôn. Y3 và cộng số điện thoại. Em mặc đủ 3 mẫu rồi chị. Chị lấy đủ 3 mẫu đi nhá. Đủ 3 mẫu cho em với ạ. Y3 và cộng số điện thoại cho em ạ. Mặc những cái quần áo này người ta, nhà người ta toàn thuê mẫu mặc thôi các chị. Em bảo rồi ạ. Thôi em cứ lãi suất thấp em bán cho các chị, em tự mặc về các chị mặc đẹp hơn em trang là cái chắc. Chờ về các chị mặc đẹp hơn em là cái chắc nha. Comment Y3 và cộng số điện thoại cho em. Đâu nhỉ cái áo sơ mi này, chốt luôn cho các chị đi. Chốt luôn áo sơ mi này đi cho mọi người này. Áo sơ mi này vừa hôm qua hôm kia bán. Lô này vừa về xong rất đẹp luôn. Lô này vừa về xong ạ. Chị nào có những chị mặc áo sơ mi là hay để dài tay ạ. Nhưng mà em thì em đối với em thì em lại mặc ha. Lên dáng ngắn á chị. Dáng ngắn thì nó cũng chỉ như thế thôi chị. Dáng ngắn em mặc đầu tiên đấy chị. Dáng ngắn là dáng em mặc đầu tiên đây này chị. Dáng ngắn là dáng em mặc đầu tiên đấy. Dáng ngắn là dáng em mặc đầu tiên này các chị này. Được chưa? Y3 cho em ạ. Y3 là 45.000 đồng ạ. Chị Nguyễn Hương Y3 ba màu ok chị ạ. Lên hộ em là Y3 và cộng số điện thoại cho em. Y3 và cộng số điện thoại cho em với ạ chị ạ. Y3 không có đâu chị ạ. Y3 cho chị Hoa Nguyễn ok. Lên giày ạ chị. Rồi. Đợi em một tí đây em mặc lốt cái dáng ngắn cho cả nhà mình nhìn nhá. Y3 và cộng số điện thoại cho em. Hôm nay em mặc cái áo này hơi bị mất form đấy. Còn mọi khi mà em mặc với những cái áo ôm ôm nó đẹp lắm. Mọi khi em mặc với những cái áo ôm ôm người nó đẹp lắm. Đây dáng ngắn đây các chị nhá, dáng ngắn đây. Mọi người thích mặc dáng gì thì mọi người mặc. Được chưa? Em là em hay mặc dáng ngắn, kể cả chân váy xòe em toàn mặc dáng ngắn thôi vì em thấp. Em cao có 1m55 thôi, nên là em toàn mặc dáng ngắn thôi. Em không thích mặc dáng dài đâu. Dáng dài sẽ hợp với những chị nào mà chân to ấy. Chị nào chân to thì mặc dáng dài. Còn chân em nó không to mấy thì em mặc hay mặc dáng ngắn. Bình thường em mặc hay mặc dáng ngắn. Kể cả quần short các thứ em toàn mặc dáng ngắn thôi ạ. Đây ạ, các chị lên là Y3 và cộng số điện thoại cho em với. Y3 hình như em mặc vào con này size S rồi, đúng không? Con này em mặc vào size S thì nhìn nó hơi nhỏ. Các chị ơi lên cho tiếp cho em áo công sở này. Áo bé đằng sau bao nhiêu tiền ạ? 149.000 đồng ạ. Lên em mà cứ bật like vào cái giờ muộn muộn này view em nó không thể lên được nhá. Không hiểu sao ấy. Tiếp tục cho em mã này luôn. Các chị ơi lên tiếp cho em Y4 áo sơ mi. Áo sơ mi này của em nó là dáng rộng nhưng mà hiện tại em đang mặc của size M. Áo sơ mi này nó vẫn có size nhá, tất cả nó là hàng Quảng Châu cao cấp. Dạ ok, Y3 dáng dài hai cái ok chị Phạm Anh Nhi ạ. Chị nào thích dáng dài thì lấy, nó cũng chỉ dài hơn một xíu thôi. Nó cũng chỉ dài hơn một xíu thôi mọi người ạ. Chờ các chị mặc đi đám cưới đám kết là thoải mái đẹp luôn mà con này ấy. Chợ lên mã Y3 và cộng số điện thoại cho em. Sơ mi em có nhiều màu. Hàng đẹp tuyệt vời luôn nhá, sơ mi này.
Nhưng mà nó cũng chắc chỉ còn tầm chục cái đâu, số lượng nó còn ít thế thôi. Mẫu này hôm trước em vừa bán rồi. Mẫu này hôm trước em vừa bán bao tiền ạ? À? Em còn một tí của mã này thôi, em tặng nốt cho các chị này. Lên mã này cho em luôn là mã Y4 đúng không? Y4 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Không thấy gọi điện chốt đơn cho cháu ạ. Úi dồi, Lily có mỗi hai một cái gì từ đời nào rồi thì gọi đi. Đơn một không gọi đâu các chị ơi, lưu ý này, cố gắng nhá. Bây giờ đơn một mà các chị có một sản phẩm thì em không gọi đâu, ít khi gọi lắm. Ok, Y3 em chốt cho chị Mạnh Xuyên. Ok, chị này lên cho em con này là Y4 và cộng số điện thoại cho em. Cho em xin một cái điện thoại kia, em đọc cái page bên này này. Y4 toàn bộ áo sơ mi như này. Cái mẫu này của em đang còn size đến 65, 66, 70 cân cho em. Được chưa, 65 cân đến 70 cân cho em với á. Cái mã màu này này, Y4 cho em màu cái lá nhá. Chị nào lấy Y4 màu lá, lên Y4 màu lá cho em với á. Mức giá em chốt trên line các chị yêu nhà mình luôn này. Hôm trước là bán 69 đúng không? Hôm nay nó còn ít màu quá thôi, hoan hỉ cho em này. 60k lốt cho mọi người. Được chưa, 59.000 đồng cho các chị yêu ơi. 59.000 đồng của Y4 cộng số điện thoại cho em ạ. Em có Y4 của màu kẻ này, em có Y4 của màu cái lá này, em có Y4 của màu lá, đây lá em mặc là gọi là lá đỏ đi, cái mã này gọi là lá lâu đi. Toàn bộ hàng của nó này, tất cả nó là chất, nó là hàng Quảng Châu may nên là may rất là đẹp luôn. Được chưa, chất lụa nhá. Mọi người lên mã Y4 cộng số điện thoại cho em với. Y4 còn mới mấy cái đây thôi à? Y4 còn mỗi mấy cái đây thôi ạ. Các chị ơi, Y4 cho em ạ. Không đẹp cho chị trả về. Chị Phạm Trang em chốt đơn ạ. Chị Minh Phi em chốt đơn ạ. Chị Triệu Út em chốt đơn ạ. Chị Mạnh Xuyên em chốt đơn của Y4 đến 70kg đổ về cho em với ạ. Y4 và cộng số điện thoại cho em ạ. Y4 và cộng số điện thoại cho em. Ôi các chị chốt nhiều quá. Rồi chị Chu Liên em chốt đơn ạ. Chị Hoài Nguyễn em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Vân em chốt đơn của Y4 này. Màu nào lên đẹp nha các chị ơi. Màu nào lên đẹp cho em với này. Y4 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Y4 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Lê Hà, ok chị, em đang mặc của size M. Chốt Y4 cộng số điện thoại cho em qua mã đi mọi người ơi. Y4 màu này của em là màu chấm bi đen này. Màu này của em trang màu chấm bi đen. Các chị lên mã hộ em là Y4 và cộng số điện thoại cho em. Y4 và cộng số điện thoại cho em ạ. Sao đằng sau hôm nay em nhận được rồi, đẹp lắm ạ. Em cảm ơn tình yêu. Lên mã hộ em luôn là Y4 và cộng số điện thoại giúp em nha mọi người. Y4 và cộng số điện thoại giúp em trang với nhá mọi người ơi. Cái quần này thì cái chân váy này đẹp quá. Có khi là mình cứ mặc cái chân váy này đi để hôm nay bán cái chân váy cho nó hết nhỉ. Mình cứ mặc cái chân váy đi để bán cái chân váy cho nó hết. Cho em xin cái áo gì đó nào. Áo còn cái áo kia cầm nốt đây đi, áo phông ấy. Trời ơi, hàng hè này sang năm không biết bán kiểu gì đây. Vì hàng hè năm nay các chị đã chốt dã man rồi ạ. À. Y4 cộng số điện thoại cho em nhá. Chị Triệu Út em chốt đơn ạ, à. Chị Nguyễn Kim Liên em chốt đơn ạ, à. Chị Huỳnh Mỹ Tường em chốt đơn ạ. À. Con mừng nó em Y4 cộng số điện thoại. Mai khả năng phải gọi thêm kho gửi thêm cái mã Y4 nhá. Y4 và cộng số điện thoại cho em với ạ. À. Mức giá em chốt sale cho các chị yêu là còn 59.000 đồng. Cái áo con ong con ít còn không? Y4 và cộng số điện thoại cho em. Y4 và cộng số điện thoại thôi. Em cứ mặc cái váy này đi để cả nhà mình ngắm. Xong rồi là chị nào cần chốt thì mình chốt nhá. Lên hộ em luôn là Y4 ạ. Cộng số điện thoại cho em với ạ. Em chào chị Thanh Phương. Em chốt đơn Y4 cho các chị luôn này. Lên hộ em luôn là Y4 và cộng số điện thoại cho em với ạ. 59.000 đồng. Ui, mọi người ra ngoài mọi người mua 120, 130 nhá. 120, 130 luôn là rẻ nhất chứ chả bao giờ có dưới ạ. Lên hộ em luôn Y4 cộng số điện thoại cho em. Rồi ok, chị Minh Phi em chốt đơn của Y3 ok chị ạ. Áo em đang mặc là 59.000 đồng, em vừa lên Y4 đấy chị. Rồi bây giờ em sẽ đổi mã sang cho mọi người mã con ong này. Ong lâu hết à? Chấm lâu hết à? Các chị ơi bây giờ em còn đấy, hôm qua các chị chốt hết ong lâu và chấm lâu rồi. Hôm nay còn tí như này thôi. Còn nguyên của 2-3 màu như này thôi, các chị lên đơn cho em con này là Y5. Con này của em nó sẽ form nhỏ hơn này, có size. Tất cả hàng nó đều may size như này cho cả nhà mình nhá. Chốt Y5 cộng số điện thoại cho em. Toàn bộ mã này bây giờ em chỉ còn có 3 màu, còn đến size 60 cân đổ về đúng không? 40 đến 60 cân đổ về, chốt Y5. Y5 59.000 đồng. Rồi chị Thanh Phương em chốt đơn của Y4 rồi. Mình lên cho em con này là Y5 cộng số điện thoại cho em. 59.000 đồng của Y5. 59. Hay 59 hết. 59.000 đồng hết cho em ạ. Y5 cộng số điện thoại cho em này. Y5 có màu chấm này, chấm rêu cho em với này. Y5 em có màu gì ạ? Y5 em có màu này của em là màu, màu này của em là Y5 màu loang nhá, loang. Màu này của em là Y5 màu, cái màu loang của Y5 này có nhiều không? Một số Y5 màu chữ Z ạ, chữ Z ạ. Chốt là em Y5 cộng số điện thoại cho em ạ. 59.000 đồng nốt cho cả nhà mình ạ. Màu này của em là Y5 của màu con ong đen nhá, con ong đen. Chốt là em Y5 cộng số điện thoại cho em. 59.000 đồng của Y5. Cả nhà lên đơn hộ em luôn là Y5 và cộng số điện thoại giúp em. Được chưa, Y5 và cộng số điện thoại giúp em Trang, các chị nhận đơn. Mã Y5 cộng số điện thoại cho em không mặc nhá. Y4 ok chị lò tuyến ạ. Nhiều chị chốt Y4 của em sợ hết hàng. Y5 và cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Vi Fan ok, chị gái luôn ạ. Chị Giang Nguyễn em chốt đơn ạ. Chị Ngọc Bùi em chốt đơn ạ. Đấy, cái page bên này em bảo rồi, em không có đọc được comment mà nè. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em. Y4 này, cái này của em còn này.
Y4 cái này của em còn cái beo nữa này. Y4 còn mẫu beo này, nhưng mà Y4 mẫu beo này rộng thế. Y4 của em còn hình beo này. Chị nào chốt Y4 beo lên đơn là Y4 beo nhá, màu beo đẹp lắm. Chốt em luôn là Y4 cộng số điện thoại cho em ạ. Y5 chị Thanh Nhàn em chốt đơn ạ. Y4 cộng số điện thoại còn màu beo nữa nhá. Chị nào chốt Y4 comment Y4 cho em ạ. Y5 chị Bảo Yến ok chị. Mã kèm số điện thoại nhà em gọi điện chốt đơn hàng. Rồi bây giờ em còn một ít của cái á. Cho em xin thông báo vào đây đi, kỷ niệm các chị chốt lốt ngày hôm nay đi. Cái này các chị ơi, bình thường em bán 88, 89, 85 nghìn này. Nay sập giá cho mọi người 68 nghìn đồng mã hàng Y6. Được chưa? Y6 cộng số điện thoại, chị nào xanh hàng nhìn phát biết luôn. Đẹp dã man luôn này, Y6 cộng số điện thoại cho em. 69 nghìn đồng, tất cả cái chất của nó vừa mềm này. Vừa mềm này, co giãn nhiều nhưng đặc biệt là không xù lông nhá. Ok chị Ngọc Bùi em chốt đơn của Y4 ok chị. Ok Y5 dạ em chốt đơn cho chị Nguyễn Thị Hiền. Chị Nguyễn Thị Hiền có đơn ạ, chị Ngốc là em chốt đơn ạ, chị Bảo Yến em chốt đơn ạ. Mã kèm số điện thoại vào đấy. Bây giờ em mới bắt đầu đọc được comment của mọi người này. Bây giờ em mới bắt đầu đọc được comment của mọi người đấy ạ. Mọi người lên tiếp cho em con này là Y6, em đang hiện tại em trang đang có của hai màu. Màu này cho em là màu lâu này. Màu này của em là màu đen lâu này các chị này. Và màu này của em Trang là màu đen xanh. Cả nhà mình lên đơn cho em mã này luôn là Y6 và cộng số điện thoại cho em. Y6 và cộng số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt sale trên live cho các chị là 68.000 đồng. Em vừa bán 88, 89.000 đây nha các chị nhá. Mã này em còn khoảng 20 cái. Các chị lên đơn là Y6 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y6 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y4 màu beo em chốt chị Minh Phi ok chị ạ. Lên mã này cho em luôn là Y6 cộng số điện thoại cho em. Ok chị, mã hàng Y6 cho em với này các chị ơi, màu xanh đen này. Đẹp chưa? Áo hip hop, cái mẫu này dành cho bé từ 40 cân đến 50 cân. 40 cân đến 50 cân ạ, cho em xin bỏ thép ghim để em tặng quà tiếp này. Bây giờ chị nào chưa chia sẻ cho em xin hai lúc chia sẻ trang cá nhân, 3 lần trang hỗ trợ nhóm để em tặng quà cho cả nhà mình ạ. Dạ ok chị Thành Nam em chốt đơn ạ, chị Tăng Thanh Tâm em chốt đơn ạ. Mã này các bác lên đơn là Y6 và cộng số điện thoại cho em. Y6 cộng số điện thoại em lên đơn hàng. Màu xanh đen và màu xanh đen và màu đen lâu đen được chưa ạ? 68.000 đồng sập giá các chị, 40 cân đến 50 cân. 40 đến 50 cân ạ, chị nhận rồi, giày 68 rồi, đẹp lắm em ạ. Dạ em cảm ơn chị nhá. Rồi ôi em đã bảo rồi ạ, quý lắm mọi người. Các chị ơi, gọi là các chị ủng hộ em từ ngày em bảo rồi, em bán hàng mà một ngày online của em chỉ được một like của em chỉ được 3-4 chị xem ấy. Cho đến tận bây giờ các chị vẫn luôn ủng hộ, cứ bán cái gì là các chị tin tưởng các chị mua cái đấy. Bán cái gì là các chị tin tưởng các chị mua cái đấy. Là chào em, chào chị Lý Trần ạ, à, em chào chị Vũ Phường ạ, à, em ok chị rùa con em chốt đơn của Y5. Bây giờ các chị ơi em còn của mã này nhá. Mã này Y hả? 68.000 được chưa ạ? Mẫu này thì hôm nay cũng xin phép nốt cho các chị yêu luôn này. Mẫu này thì bảo luôn mọi người là gì ạ? Em Trang bảo luôn các chị là các chị mùa hè các chị có thể không mặc áo dây, không mặc áo cuây, không mặc áo sát lách. Các chị không mặc áo sơ mi nhưng đảm bảo 10 chị thì 110 chị là mặc, 10 chị là thích mặc áo phông cho em nhá. Không có chị nào là không mặc áo phông. Đúng không? Mà em thấy áo phông nó là kiểu như là nó là năng động nhất, nó là tối giản và đang năng động nhất của các chị rồi. Dễ mix đồ, các chị mặc đi đâu cũng hợp luôn ạ. À. Chốt cho em luôn này. Còn đẹp chưa? Khả năng áo phông này em sẽ phải bỏ ra để em mix với quần short cho cả nhà mình nhá, nó sẽ không hợp với mại vẽ công sở. Lên đơn cho em con này luôn là Y6 cộng số điện thoại cho em phải không? Y6 rồi sao nhỉ? Đây là Y7 à? Y7 à? Em là cứ kiểu như là ở nhà là cứ dép lê quèn quẹt suốt ngày các chị. Đấy, cái giày 68.000 còn không? Thì còn màu hồng đấy, à tí tặng lốt nhá. Đây ạ, các chị lên cho em con này là Y7 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Đây, không biết mọi người như thế nào, chứ còn riêng em là mùa hè là không biết em có bao nhiêu cái áo phông luôn đấy các chị. Đây ạ. Các chị ơi, lên cho em con này là Y7 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Ơ, tại sao màu hồng lại còn nguyên đá Chanel à? Từ lần lấy cho em cả cái mẫu này vào đây đi, Y7 cộng số điện thoại cho em. Chị nào hôm qua chốt rồi thôi. Chất nó không đẹp em cho các chị trả hàng về. Được chưa? Không đẹp em cho các chị trả hàng về cho em với ạ. Y7 và cộng số điện thoại cho em. Y7 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đồ đẹp thế ạ. Em cảm ơn chị. Trời ơi. Rồi ok chị Trần Trà em chốt đơn ạ. Chị Sùng Thị Mãi em chốt đơn ạ. Các chị ở bên page bên này là thỉnh thoảng em mới đọc được nhá. Đây bây giờ các chị lên đơn trong con này là Y7. Các chị chọn màu. Chọn màu, chọn họa tiết thoải mái ạ. Toàn bộ bản này của em nó đính đá full cấp như này cho các chị gái luôn này. Bây giờ bán cho các chị bao tiền được nhỉ? Tất cả chất của nó là chất cốt tông co giãn 8 chiều cho em. Được chưa? Co giãn 8 chiều cho các chị luôn ạ. Thấm hút mồ hôi siêu tốt, không xù lông. Không xù lông nha các chị nha, không xù lông, không nhão vải. Lên đơn hộ em luôn là Y7 cộng số điện thoại cho em. Em đang có màu hồng. Em đang có Y7 của màu hồng, màu đen. Được chưa các chị? Ơ màu hồng nó chỉ còn hình đá Chanel thôi đúng không? Chốt hộ em mã hàng Y7 cộng số điện thoại các chị nghe giá này. 62.000 đồng cho các chị. Đơn chiều hôm qua sao không thấy gọi điện chốt đơn á chị Kim Thoa Phạm á.
chị nào chưa được gọi điện chốt đơn lên mã là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại ngày mai nhân viên nhà em tìm lại đơn cho các chị. Được chưa các chị ơi, lên cho em mã này luôn. Ui đẹp quá các chị ơi. Y7 cộng số điện thoại nhá. Y7 và cộng số điện thoại cho em nhá. 62.000 đồng nốt ạ. Các chị ơi này, cái hàng này vào nhà nào hot girl người ta bán không có dưới 199.000 đồng đâu cả nhà. Không có dưới 199.000, các chị mua ngoài một con áo phông gọi là chất đẹp một tí cho bé nó đã tầm 80-90.000 rồi. Còn của chị em mình cũng phải trên 100.000. Được chưa ạ? Các chị lên mã này cho em luôn mà toàn bộ bản đính đá như này thì hàng cao cấp rồi. Các chị comment Y7 cộng màu cộng số điện thoại cho em, lấy 2-3 cái, các chị comment 2-3 cái cho em. Cái này nhà mình còn nhiều không? Hôm qua mã này nó còn có hình con thỏ nữa mà hôm nay hết sạch rồi đấy. Mã này về là không cần phải ra Tết bán đâu, bán cho các chị trong Tết, các chị mặc Tết. Trường hợp Tết nóng các chị mặc, không nóng các chị cất đi ra riêng các chị mặc. Làm cho em 2-3 cái các chị mặc cả mùa luôn. Làm cho em 2-3 cái các chị mặc cho em cả mùa luôn. Y7 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y7 và cộng số điện thoại cho em. Lên mã cho em luôn là Y7 nha các chị nhá. Ok, chị Thanh Phương em chốt đơn của Y7 ạ. Chị Linh Phương em chốt đơn của Y7 ạ. Chị Đào Thùy Mai em chốt đơn ạ. Cái mã Y7 của em là nó là form suông. Form suông của nó sẽ là free size nha cả nhà. Dưới 65 cân chị em mình sẽ mặc được. 40 cân đến 65 cân chị em mình sẽ mặc được của Y7 ạ. Các chị ơi nhìn cho này. Y7 cộng số điện thoại cho em ạ. Màu này của em là màu đá hình con chuột. Đấy chà, và màu đá đen hình này. Y7 chị Giang Nguyễn em chốt đơn ạ. Y7 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y7 cộng số điện thoại cho em. Ở đâu nhỉ? Y7 cái đá đen chờ leo kia chưa gọi điện chốt đơn. Ok ạ. Y6 chị Phạm Quốc Huy em chốt đơn ạ. Y7 cộng số điện thoại cho em ạ. Còn quần đang mặc không ạ? Quần đang mặc là 99.000 đồng, không biết là ngày mai ở quán còn không. Các chị ngày mai cứ hỏi nhân viên hộ em với nhá. Ngày mai còn thì em sẽ bán cho các chị. Cái quần đang mặc của em là quần nhung 99k. Được chưa? Chị yêu nào lấy cái mã này thì lên đơn là Y7 cho em với ạ. Chị Bảo Yến em chốt đơn của Y7 này. Lấy hai cái mình comment hai cái, em sẽ có em sẽ có hai màu, màu đen cho các chị và màu hồng. Màu hồng là màu em đang mặc nha mọi người nhá. Mọi người lên mã cho em luôn là Y7 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Hoàng Uyên em chốt đơn của Y7. Ok chị này. Lên mã cho em mặc áo sơ mi, lúc nãy em mặc là Y4 phải không? Sơ mi cái lá ấy. Lá là Y4 phải không? Mạng lát quá chị. Ui giời ơi, Y7 và cộng số điện thoại cho em với. Y7 và cộng số điện thoại cho em với. Chốt đơn cho cả nhà mình với mức giá là 62.000 đồng của Y7. Chị nào lấy Y7 comment Y7, eo ơi mua 3 cái áo nhà em, các chị ra ngoài mua được cái thôi nhá. Y7 cộng số điện thoại cho em ạ. Giày cao gót bây giờ xả bao nhiêu tiền được? 68.000 đồng đúng không? Nhập 60.000 bán 6, nhập 55.000 đồng bán 68.000 đồng. Hôm nay tặng các chị 50.000. Được chưa? Em tặng các chị lốt giày này 50.000 đồng, các chị lên Y8. Y8 mẫu này bây giờ chỉ còn nguyên màu hồng thôi đúng không? Màu da xem nào. Y8 và cộng số điện thoại cho em ạ. Trong năm mua đồ đắt tiền nắm áo đó 160 đấy. Ủi giời, em bảo rồi các chị. Em bán các chị mấy bằng số lẻ chưa các chị? 160 đúng không ạ? Em bán các chị 62.000. Thật sự luôn ạ. Các chị mua trái vụ bao giờ các chị cũng được siêu rẻ nhá. Đây ạ, cái mẫu này. Cái mẫu này thì đúng là phải mặc vào váy. Vừa nãy quên mất, đáng nhẽ đang mặc váy công sở thì em phải like giày luôn ấy. Em lại quên luôn. Không có chị Tuyết Thám feedback là giày này em cũng quên luôn. Tại vì mã này em cũng còn tầm khoảng vài đôi mà nó cứ lẻ. Em cứ bán, em có một, cứ bán này, các chị ơi, cái chân của em này. Em cứ bán giày dép xong là nó cứ đến lúc nó lẻ sai là em lười bán dã man luôn. Tại vì nhiều chị em mình cứ chốt xong là chả có cái size của chị em mình ấy. Nên lản lắm. Cái này ngày mai còn size của các chị lấy mà hết size rồi thôi, hoan hỉ cho em nhé. Em tặng nốt các chị 49.000 đồng một đôi giày này. Được chưa? 49.000 đồng em tổng kết em nghỉ. Ok cho em mọi người nhá, thông cảm cho em nhá. Bình thường em bán là 68.000 đồng một đôi cơ. Hôm nay em tặng nốt các chị là 49.000 đồng. Các chị lên mã Y8 kèm size, full size, đủ và chuẩn size cho em ạ. Từ size 35 cho đến size 39. Từ size 35 cho đến size 39 cho em với ạ. Còn cách tân bé gái ạ, cách tân bé gái tối hôm qua like hết hàng rồi chị ơi. Đây ạ, các chị nhìn cho em mã này này. Chị nào lấy mã này lên đơn hộ em với ạ, là Y8 cộng size cho em với ạ. Ok chưa? Y8 cộng size đứng hình á. Đứng không nổi á. Y8 cho em với ạ. Cái này còn size gì? Cái màu sữa này chỉ còn 38 39 thôi đúng không? Mạng bị đứng ấy, mạng bị đứng lắm á. Màu sữa của em là còn nguyên của size 38 và size 39, em sẽ không đeo vừa đâu. Con này cao tầm khoảng 5 phân nha, con này cao tầm khoảng 5 phân. Và cái màu hồng của em thì nó sẽ còn full size cho các chị là từ 35 đến 39 đúng không? Màu hồng là còn full size cho mọi người luôn. Mọi người lên mã này cho em luôn là Y8. Eo ơi, 49.000 đồng một đôi. Chết người. Y8 ạ, chị Trần Trà em chốt đơn ạ, chị Võ Thị Ngọc Hiếu em chốt đơn của Y8 ạ, chị Phạm Thị Thu Hà em chốt đơn của Y8 này, chị Bình Sơn em chốt đơn của Y8, chị Hoàng Nguyên em chốt đơn của Y8 ạ, chị Phúc Lương em chốt đơn của Y8 ạ, chị Thu Hương Trần Thị em chốt đơn của Y8 ạ. Dạ ok, chị Sen Nguyễn Thị em chốt đơn của Y8. Mình lên đơn cho em Trang là Y8 cộng số điện thoại 49.000 đồng các chị ơi. 49.000 đồng cho em với.
Nhục quá, bán hàng năm nay. Chị Trang Chip em chốt đơn ạ, rồi chị Trúc Linh em chốt đơn ạ, chị Xuân Tình em chốt đơn ạ, chị Hà Vân Nguyễn em chốt đơn của Y8 ạ. Mình lên đơn hộ em là Y8 và cộng số điện thoại nhá. Ok, chị Huyền Nguyễn em chốt đơn của Y8 ạ. Các chị lên đơn hộ em với ạ là Y8 và cộng số điện thoại cho em mức giá 49.000 đồng. 49.000 đồng nha mọi người. 49.000 đồng cho em ạ. 49.000 đồng của Y8 nhá mọi người. Đáng nhẽ cái mã này vừa nãy em phải mặc với váy công sở nó sẽ rất là hợp. Được chưa? Các chị lên mã hộ em luôn ạ. Cái gót của nó đeo đẹp lắm mọi người, đi đeo thoải mái mà. Lên hộ em luôn là Y8, các chị đừng nghĩ là nó rẻ như này là không đi được đâu. Ok chưa? Lên hộ em luôn là Y8 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Rồi chị Dung Mai em chốt đơn của Y8 ạ. Y8 em chốt cho chị Tường Vi có đơn ạ, chị Mai Phương em chốt đơn của Y8 này, chị Hà Vân Nguyễn em chốt đơn ạ. Comment Y8 cộng số điện thoại cho em. Màu sữa em chỉ còn của size 3. Màu sữa ấy, em chỉ còn của size 38 và size 39 thôi, còn màu hồng là em còn full size cho chị em nhà mình. Được chưa? Các chị gái lên đơn hộ em là Y8 và cộng số điện thoại cho em. Y8 và cộng số điện thoại cho em ạ. 49.000 đồng em chốt đơn ạ. Chị Phan Hoa Xem chốt đơn ạ. Chị Huỳnh Mỹ Tường em chốt đơn của Y8 ạ. Còn khoác bé trai 25 cân em còn chị ơi. Mã cho em với ạ là Y8 và cộng số điện thoại cho em. Y8 và cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Phương Linh em chốt đơn của Y8. Mình lên đơn hộ em là Y8 cộng số điện thoại. 49.000 đồng cho em. Được chưa? 49.000 đồng của Y8. 49.000 đồng của Y8 với ạ. Lên đơn em luôn là Y8 cộng số điện thoại cho em cho nó gọn hàng. Ba mã này. Chị Vũ Phượng em chốt đơn ạ. Chị Mai Phương lên là Y8 chị ơi. Em đặt mã đi chị. Y8 cộng số điện thoại cho em ạ. Y8 và cộng số điện thoại cho em. Y8 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Y8 cho chị Tú. Chị Tú Huynh size 37 không còn của màu sữa đâu. Màu sữa bây giờ em chỉ còn 38, 39 thôi ạ. Giày đẹp lắm mà. Đeo dễ thương, em cảm ơn chị. Lên là Y8 và cộng số điện thoại cho em là ok. Có đơn hàng chia sẻ livestream cho em đi để em tặng quà cho cả nhà. Cái mẫu này em còn một ít nốt này. Ok Y8. Y8 35, ok chị gái, chị Hạnh Nguyễn em chốt đơn, chị Phúc Lương em chốt đơn ạ. Con mượn Y8 cộng số điện thoại không thì chốt luôn đi hàng đi chị ơi. Chốt luôn hàng ngày mai khỏi gọi video, mai có thể em đóng hàng cho chị. Y8 cộng số điện thoại cho em. Chị Thùy Nguyễn em chốt đơn ạ, chị là Nga Lê Mỹ em chốt đơn của Y8. Lên đơn em luôn là Y8 cộng số điện thoại, nhà là em có hàng nha các chị nhà, là em có hàng. Rồi tiếp tục cho các chị mã này luôn là Y9 cho em với. 99.000 đồng 3 cái. Hàng này bình thường em bán 55.000 một cái. Toàn bộ nó là chất men tam, hàng co giãn tuyệt vời tốt luôn. Nếu như xù lông em nhận lại cho cả nhà mình. Được chưa? Cái này của nó hàng siêu đanh siêu lì. Chốt cho em mã hàng Y9 cộng số điện thoại cho em. Y9 và cộng số điện thoại cho em. Cho em kéo gen vào đây đi. Y9 và cộng số điện thoại giúp em chốt đơn hàng cho mọi người. Y9 99.000 đồng 3 cái ạ. Chị Thảo Phương em chốt đơn của Y8 ok chị. Lên cho em mã hàng Y9 cộng số điện thoại cho em. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nhưng bây giờ nó chỉ còn size từ 10 cân nhá. 10 cân cho bé đến khoảng tầm là 20 cân nhỉ. Chị Linh Hoa em chốt đơn ạ. Chị Bảo Trúc em chốt đơn ạ. Chị Mạnh Phương em chốt đơn ạ. Mã này các chị lên đơn là Y9 và cộng số điện thoại cho em. Y9 và cộng số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng các chị ơi, 3 cái. Tính ra chị em mình mua có 33.000 đồng một cái thôi đấy. 33.000 đồng một cái của Y9 ạ. Mọi người lên mã lên đơn của em luôn là Y9 và cộng số điện thoại cho em này. Y9 và cộng số điện thoại cho em. 99.000 đồng của 3 cái. 99.000 đồng của 3 cái Y9. Chốt Y9 cộng số điện thoại cho em. Đẹp lắm luôn các chị nhá. Y9 cho chị Hoàng Nguyên ok. Giày bé trai em còn đấy chị. Giày riết bởi bé trai nên tổng kết hết đi. Y9 và cộng số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng cho em là 3 cái. Rồi ok, chị Bảo Phương chốt rồi. Y9 cộng số điện thoại nhá. 99.000 đồng 3 cái. Ngày mai nhớ chú ý điện thoại cho em với nhá. Chị nào có đơn ngày mai nhớ chú ý điện thoại nhà em, gọi cho nó nhanh nhanh một tí. Nhà em gọi cho nó nhanh nhanh một tí ạ. Được chưa? Mã cộng số điện thoại cho em. Mã cộng số điện thoại cho em với. Đây. Còn một ít của cái parka mẫu này. Cái hàng 54.000 kia còn cầm đây đấy, áo không. Rồi em còn một ít bát ca của mã này, hàng đẹp luôn này. Hàng đẹp luôn ạ, size 16 cân ạ. Bây giờ còn đến size bao nhiêu cân? Y9 thôi chị ạ. Mai Như Bảo em chốt đơn của Y9 ạ. Lên đơn của em luôn là Y9 cộng số điện thoại. 99.000 đồng 3 chiếc. 99.000 đồng 3 chiếc cho em. Tất cả các màu khác, tất cả những cái màu này bây giờ em chỉ còn đến 16 đến 20 cân. Còn riêng màu vàng em còn đủ size 16 cân đến 16 cân đến 26 cân, lên đơn là Y10. Được chưa? Y9 ok, chị Thanh Niêm chúc đơn ạ, chị Thạch Thám chúc đơn, chị lấy Y9 bao nhiêu cái? Ngày mai em đếm cho đếm lộn xộn size cho các chị. Được chưa? Y9 cho chị Nguyễn Thị Hiển ok chị. Cái mã này của em là Y10, cái Y9 mặc rất đẹp luôn. Các chị có thể mix bên trong chân váy của con. Mix với patka cho con hoặc là mix kiểu như là nó là dạng quần legging liên tâm đấy các chị. Nó mặc rất dễ luôn này. Eo đi thêm đôi giày búp bê hoặc đôi giày thể thao và đôi bao xinh luôn. Chị nào lấy mã này lên nhớ là Y9 cho em nhá. Y9 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? 99.000 đồng 3 chiếc. 99.000 đồng 3 chiếc cho em với ạ. Quần đùi nhung tối hôm qua vừa like không biết còn hàng không, tí nữa em xem lại đã. Y9 cho chị Tường Vi em chốt đơn ạ. Mã Y9 cộng số điện thoại cho em. 99.000 3 cái.
Cái này các chị lên đơn là Y10 cho em 149.000 đồng. 149.000 đồng của Y10. Tất cả những cái màu này em Trang chỉ còn size từ 10 cân cho từ 16 đến 20 cân thôi. Còn riêng màu vàng này em sẽ có size cho các chị từ 10 cân 16 cân cho đến 26 cân. Các chị lên comment hộ em là Y10 kèm cân, kèm size kèm màu. Được chưa ạ? 149.000 đồng của Y10. Tất cả bên trong của nó đều là nốt đông cừu, hàng siêu đẹp luôn ạ. Được chưa? Y9 cho chị Quang Bình em chốt đơn ạ. Y9 và cộng số điện thoại cho em 99.000 đồng 3 chiếc. Bây giờ còn một ít của mã này các chị lên đơn hoặc em luôn là Y10. Y10 và kèm số điện thoại cho em. Y10 và kèm số điện thoại em chốt đơn hàng. Được chưa? Mức giá chốt sale trên này các chị là còn 149.000 đồng của Y10. Chị yêu nào lấy Y10 chốt hộ em Y10 cộng số điện thoại cho em với. Y10 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Được chưa? 149.000 đồng của Y10. Chốt Y10 cho em này. Lên mã của em luôn là Y10 cộng số điện thoại 149.000 đồng của Y10. Y10 em đang có của màu gì? Em đang có của màu vàng nhá. Y10 em đang có của màu đỏ nhá các chị nhá. Y10 cộng số điện thoại cho em, đẹp lắm. Y10 này của em là màu cam. Được chưa? Y10 cộng số điện thoại cho em với ạ. Được chưa? Y9 chị Thanh Thảo em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Vinh em chốt đơn. Giày bệt em còn ạ. Áo gió 30 cân em còn. Chị ơi lên cho em mã hàng này là Y10 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Anh Ngọc em chốt đơn của Y10. Lên hộ em Trang với là Y10 kèm số điện thoại cho em. Y10 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Đây là màu hồng ạ. 149.000 đồng một chiếc ạ. 149.000 đồng một chiếc của Y10 nha mọi người. 149.000 đồng một chiếc của Y10. Chốt mã Y10 cộng số điện thoại. Y10 và cộng số điện thoại cho em ạ. Mạng lại đơ rồi. Mạng lại đơ rồi. Đây, còn một ít giày của giày vạch này nữa này. Hình như nó còn mấy đôi cả vạch đen. Ngày mai còn vạch nào lấy vạch đấy ạ. Y10 chị Nguyễn Thị Hiển em chốt đơn ạ. Lên mã của em luôn là Y10 cộng số điện thoại cho em. Cho em xin cái áo gió bé đi. Cái áo gen cầm đây chưa? Áo gen mút có mút ngực ấy. Y10 là cái áo gió, áo phao đầu chuột ấy. 149.000. Cái mã này cả nhà lên đơn cho em. Em còn size từ bao nhiêu nào? 31, 32, 34. 33 đấy thấy. 31, 32, 33, 34. Nói chung là còn từ 31 đến 34. Cả nhà lên đơn cho em mã này luôn là Y11 cho em với ạ. Chị Hồng Ruby em chốt đơn ạ. Chị Tường Vi em chốt đơn ạ. Chị Phương Nguyễn em chốt đơn của Y10. Lên mã cho em là Y10 149.000 đồng. Rồi tiếp bây giờ các chị lên mã này cho em luôn là Y11 cộng số điện thoại. Được chưa? Y11 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Chốt trên like cho cả nhà mình, ngày mai vào sọc nào mình lấy sọc đấy. Bởi vì cái mẫu ba like này thì em khuyên thật sự luôn là tất cả các bé trai bé gái đều đeo được này. Toàn bộ của nó là giày thông hơi cho con nhé, đeo để chống hôi chân, giảm tình trạng hôi chân của con nếu như bé nào bị hôi chân. Lên đơn cho em luôn là Y11 cộng số điện thoại cho em. Rồi ok, Y10 lấy đủ size ok chị này. Lên mã này cho em luôn là Y11. Bán 88.000 đồng một đôi thì hôm nay xin phép tặng các chị lốt 68.000 đồng. Nhập vào 75.000 em bán 89.000 đồng. Em nhập 75.000 một đôi, em bán 88.000 một đôi và 89.000 đồng một đôi. Hôm nay tặng luôn các bé nhá, không chọn hình, không chọn kiểu kẻ. Được chưa? Lên hộ em luôn là Y11 cộng, phải không nhỉ? Phải Y11 không? Y11 cộng size cho em với ạ. Size từ 31 cho đến size 34. Em chốt tặng các bé với mức giá là 68.000 đồng của Y11. Lên mã của em luôn là Y11 cộng size. Y11 cộng size cho em ạ. 68.000 đồng nốt. Đẹp. Các chị ơi cái form này, các chị nhìn cho em cái form này. Cái mã này bây giờ nó hộp nó vỡ rồi phải không? Hộp cái mã này gần như là vỡ hết rồi nha các chị nha. Hộp của cái mã này gần như là nó vỡ hết rồi các chị ơi, nó sẽ không còn hộp mấy đâu ạ. Các chị lên mã lên đơn cho em luôn là Y11 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Y11 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt sale trên line cho cả nhà mình là còn 68.000 đồng của một đôi Y11. Chị Mỹ Lê Thị Nga em chốt đơn ạ. Chị Lê Thủy em chốt đơn của Y11. Lên Y11 đây không, ngày mai không có hàng đâu ạ. Đúng rồi, dồn đơn lúc trưa nha mọi người. Nhà em bây giờ sẽ dồn đơn lúc trưa cho các chị yêu ạ. Lên mã của em luôn là Y11 cộng số điện thoại cho em. Anh ơi. Em bảo này. Đứng đây. Đây. Y11 cộng số điện thoại cho em. Được chưa? Y11 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt sale cho các chị yêu là còn 68.000 đồng nhá. Chị Nguyễn Hương em chốt đơn của Y11. Lấy đủ size về mà bán các chị ơi. Em nhập vào 70.000 mà. À nhập vào 75.000 mà mọi người. Y11 cho chị Triệu Vi, Triệu Vi Yên Mi em chốt đơn ạ. Rồi chị Lâm Hồng Hà em chốt đơn của Y10 ạ. Chị Thanh Thảo em chốt đơn của Y11. Lên mã cho em là Y11 cộng số điện thoại nhá, 68.000 đồng. Rồi xong em sẽ lên xả cho các chị một cái mã áo ren siêu đẹp luôn. Đây là các chị nhìn cho em cả cây của nó này. Ui, năm nay em nói hot cái mã ba line này cực kỳ luôn. Hot cái mã ba line này cực kỳ. Lát em sẽ tặng một con áo em đang mặc nhá. Lát em sẽ tặng một con áo em đang mặc nhá. Y11 cho chị Yến Vũ Thị em chốt đơn ạ. Lên mã em luôn là Y11 cộng số điện thoại ạ. Chân váy bé 35 cân á. Từ từ em nhớ xem còn mã nào không. Nguyên chân váy á chị. Nguyên chân váy thì chắc em không còn đâu ạ. Y11 ạ. Chị Nguyễn Thị Hiển ơi, Y11 nhà em là chốt sale size chị ạ. Nhà em mà sẽ chốt theo size ạ.
nhà em là sẽ chốt theo size chị nhá. Ok chị Phạm Thu Hà, em chốt đơn của Y11 ạ. Áo gió bé gái mặc rồi, áo gió bé gái đi ngơi. Lên cho các chị mã này tiếp tục là Y12. Để em mặc thử cho các chị, cái này nó có mút ngực luôn này. Chị nào đang xem chấm cho em xin một chấm để em biết là mọi người đang ở trên live. Chấm cho em xin một chấm để em xem là các chị ở trên live là nhiều hay ít để em tặng quà. Để cho áo vừa mặc bao nhiêu cân á. Áo em mặc này là 65 cân đổ về. Rồi bây giờ các chị sẽ lên cho em con này luôn là Y12. Chị nào mua, chị nào nhận cái áo này rồi ạ. Mình mua một đôi rồi đẹp lắm ạ. Em cảm ơn chị. Giày cao gót phía sau em like rồi ạ. Giày cao gót phía sau này em đang xả 49.000 này chị. Y mấy đây nhỉ? Y10, à Y8. Y8 49.000 này chị. Rồi anh hộ em tí nào. Đâu rồi? Y11 cộng số điện thoại cho em rồi. Bây giờ là các chị sẽ lên đâu là Y12. Hộ tí nào. Rồi ạ, cái mã này thì em sẽ chốt đơn luôn cho các chị cho nó nhanh gọn. Chị nào nhận rồi cho em xin cái feedback. Các chị ơi, mùa này các chị có thể mặc mùa này các chị mặc bên trong thì ạ, mặc bên trong áo vest cho em. Mùa này các chị yêu mặc bên trong áo vest cho em ạ. Mùa đông, mùa hè các chị mặc thì ạ, mặc một như này cho em với ạ. Lên cho em mã này luôn là Y12 đúng không? Y12 cộng số điện thoại cho em. Đẹp chưa? Y12 cộng số điện thoại cho em với ạ. Chấm bài cho em với nào, xem được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Lên mã này hộ em nhá. Cái này có nhiều kiểu để mặc. Chị nào nhận cái áo này rồi cho em xin một cái feedback ạ. Chị nào nhận cái áo này rồi cho em Trang xin một cái feedback xem nào. Xem nó đẹp như thế nào nào các chị ơi. Cái mã này thì nói chung là các chị ơi, nhận hàng các chị sẽ thấy một điều là nó chất, nó đẹp kinh khủng luôn ạ. Nó là hàng Quảng Châu em ôm sale đấy ạ. Nó là hàng Quảng Châu mà em Trang ôm sale cho các chị ạ. Lên cho em mã này luôn là Y12 cộng số điện thoại cho em nhá. Y12 và cộng số điện thoại cho em với thanh lý lốt 49.000 đồng. Y8 dạ ok chị Phạm Anh Nhi ạ. Lên váy chơi Tết á, 35 cân em không có hàng đâu. Y11 cho chị Nga Vũ ấn chốt đơn ạ. Cái mã này của em toàn bộ là có mút ngực. Có mút ngực đi kèm nha các chị nhá, có mút ngực đi kèm. Các chị có thể để mút ngực hoặc để không để mút ngực tùy mọi người. Và có những cái ấy, thì các chị sẽ được tổng cộng là 4 mút ngực cơ, tức là về các chị hỏng các chị thay. Được chưa? Nhưng mà thường thường nó sẽ có tặng kèm một đôi mút ngực thôi nha mọi người. Mã này thì các chị lên đơn cho em luôn ạ. Y11 cho chị Phong tay em chốt đơn ạ. Cái mã lên là Y12 đúng không? Y12 cộng số điện thoại cho em. Hàng có size nhá. Không bao giờ cái chất này nó xù lông. Được chưa? Các chị có thể mặc kiểu như thế này. Hoặc các chị yêu mình mặc trễ vai. Chị nào điệu đà ấy, chị nào điệu đà các chị mặc trễ vai như thế này cho em cũng được. Được chưa? Chị nào điệu đà các chị mặc trễ vai cho em như thế này cũng ok nhá. Đấy, đẹp dã man luôn mọi người ạ. Đẹp lắm. Còn bình thường thì các chị cứ mặc như này cho em ạ. Mặc bên trong áo vest này, mặc bên trong áo phao này. Hoặc là đến mùa hè nhá, các chị em mình mặc không như này thôi đi chơi được chưa ạ. Lên cho em con này là Y12. Các chị mua mã này bên ngoài không có dưới ạ. Giày sang đan của bé gái á chị. Sang đan bé gái em không còn hàng đâu ạ. Cái mã này các chị mua ở bên ngoài không có dưới 100.000 đồng đâu nhá. Y12. Trời ơi, em bán 49.000 đồng này các chị. Làm hai cái về mặc. Màu tím than này em có đủ size. Màu tím than này em đủ, vẫn đủ size đúng không? Màu tím than này là em đủ size từ size 40 cân cho đến 65 cân. Còn màu hồng này này, màu hồng em rất thích nhưng mỗi tội là nó không có size của em mặc. Màu hồng của em là nó còn size từ 48 cân cho đến size tầm khoảng 65 cân đổ về. Các chị lên mã cho em là Y12 cộng số điện thoại. Y10 em chốt cho chị Duyên Trần Thị. Ok, áo gió đi chị ạ. Ok, lên áo gió đi nào, tặng quà đấy nhá. Xong lên like tiếp. Đợi em hết mã này thì em tặng quà cho các chị đã. Lên cho em con này luôn là Y12 và cộng số điện thoại cho em. Y12 nha mọi người. Rồi chị Duyên Trần Thị em chốt đơn là Y12. Dạ ok, hai có hai màu thôi chị ơi. Y12 em chỉ có hai màu thôi. Cái bản gen của nó đẹp lắm, gen của nó gen mềm. Hàng Quảng Châu mà mọi người. Mọi người lên mã cho em là Y12 cho em ạ. Chị Oanh Vũ em chốt đơn ạ, chị Tú Huynh em chốt đơn ạ. Rồi chị nhận được Y12 rồi, đẹp lắm em ạ. Em cảm ơn chị. Không ai nghĩ mọi người sẽ mua được cái mã này với mức giá là 49.000 đồng đâu. Không ai nghĩ các chị. Thôi em không kịp ghim rồi. Y12 cộng số điện thoại cho em ạ. Ok chưa, chị Nguyễn Kim Liên em chốt đơn của Y12. Y12 cho em, Y11 cho chị Trương Hàng. Ok chị này, lên mã hộ em là Y12 cộng số điện thoại. Giá là 49.000 đồng một cái. Đẹp xuất sắc các chị ạ. Con này đẹp xuất sắc luôn ạ. Y12 chất này không bao giờ xù nhá. Áo gió bé trai đi Trang ơi yêu. Lấy áo gió bé trai thôi chưa. Lên cho em luôn là Y12 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Y12 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt trên like cho các chị yêu là còn 49.000 đồng một cái của Y12 nhá. Màu này. Yêu ôi, màu hồng cho em này. Cái màu hồng này nó đẹp dã man luôn ạ. Mỗi tội nó không có cái size của em mặc mà đúng cái màu hồng phấn á. Cái màu hồng này nó không bị dợ nhá. Y12 cho em ạ. Bộ nam 24 cân thì em không còn hàng đâu mình. Lên cho em con này là Y12 cộng số điện thoại đi. Con này em thích các chị chốt bởi vì nó đẹp. Về các chị mặc đẹp lần sau các chị lại qua em. Đấy.
Về các chị mặc đẹp lần sau các chị lại qua em ạ. Con mượn của em luôn là Y12 cộng số điện thoại này. Y12 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Bây giờ các chị thích em tặng cái Y12 này hay là thích em tặng cái áo đá? Tặng cái Y12 đi. Chị Nguyễn Hoài Y12 em chốt đơn ạ. Chị Lê Thúy Y12 em chốt đơn ạ. Chị Phúc Lương Y12 em chốt đơn này. Con mượn của em luôn là Y12 và cộng số điện thoại cho em 49.000 đồng. Chị không lấy màu hồng nha. Ok, chị có hai màu này, chị nào? Các chị được chọn màu mà, có phải là em bắt các chị lấy màu đâu. Mọi người được chọn màu mà, mọi người thích mặc màu nào thì mặc màu đấy nhá. Em thì em hay mặc màu nổi. Nói thật ra là em rất hay mặc những cái màu nổi, mà cái màu hồng này của em thì em cảm thấy nó tôn da lắm. Nhưng mỗi tội rất tiếc một điều là nó không có size của em Trang. Đấy, comment là Y12 cho em ạ. Chị Tú Huynh em chốt đơn là Y12 cộng số điện thoại. Bây giờ em tặng một cái áo này. Chị Trương Ngọc Huyền Y12, ok chị, Y12 50 cân này các chị. Các chị mặc gọi là đủ màu luôn ạ. Quần u mì mình mặc chiều nay em like đấy ạ. Y12 hai cái hai màu cho chị Ngô Hồng Ánh, ok em chốt đơn ạ. Cái gì đấy? Sao đấy? Bị sao đấy? Thế. Y12 cộng số điện thoại cho em. Rồi bây giờ em quay mini game tặng quà cho các chị yêu nhá. Quay mini game tặng quà, em tặng luôn con áo này cho các chị, tặng luôn một con Y12 cho mọi người. Các chị ơi, con này các chị kể cả các chị mặc khoác ở khoác bên ngoài là vét này, bên ngoài là vét, các chị khoác con áo này bên trong rất đẹp luôn. Nhìn rất đẹp luôn. Y12 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Hoa Nguyễn em chốt đơn của Y12, ok chị ạ. Lên mã hộ em là Y12 và cộng số điện thoại cho em. Ok chưa? Em xem là còn bao nhiêu chị đang xem ở đây nào. Còn bao nhiêu chị nào? Ok mọi người. Rồi bây giờ em quay mini game tặng quà nha. Quay mini game tặng quà cho các chị nha. Quay mini game tặng quà cho mọi người. Xem hôm nay chị nào may mắn nào. Xem hôm nay chị nào may mắn được quà nào. Nào xem chị nào. Em tải tem tặng một con Y12 nào. Ok chưa, em tặng cho chị yêu nào đây ạ. Rồi em tặng cho chị Trang Chip này. Chị Trang Chip còn ở đây không ạ? Các chị ơi, mất lừa mất công chia sẻ rồi thì ở đây với em nhá. Ở đây với em để em tặng quà. Đừng có đi ra ngoài. Em chúc mừng chị gái Trang Chip nhá. Em chúc mừng chị gái Trang Chip ạ. Chị gái Trang Chip đây, ảnh đại diện đây này. Chị gái này còn ở trên live. Em chỉ áp dụng cho các chị có ở trên live thôi. Ra khỏi live rồi là em tặng cho chị khác nhá. Em nói luôn, ra khỏi live rồi là em sẽ tặng cho chị khác ạ. Em chúc mừng chị gái Trang Chip ạ. Chị gái Trang Chip mình còn ở trên live không? Mình còn ở trên live không ạ? Anh nhìn nhá, nếu mà còn ở trên live bảo em nhá. Rồi bây giờ em sẽ tặng quà cho lên live cho các chị cái áo gió đây. Mọi người hỏi nhiều quá, chị Trang Chip mình còn ở trên live không? Chị gái Trang Chip mình còn ở trên live không ạ? Mình còn ở trên live, mình chấm lên đi để em nhìn thấy chị nhá. Còn ở trên live thì chấm lên cho em để em nhìn thấy chị yêu ạ. Lệ chị Trang Chip nhá, đủ dấu ạ, chị Trang Chip đủ dấu. Rồi bây giờ em sẽ lên cho các chị mã này. Chị chờ bên em nên đồ lam lâu quá đây chị ơi. Áo em mặc là 49.000 đồng, mã là cả Y12. Mã là Y12, 49.000 đồng, con này quá đẹp luôn ạ, bản gen của nó này. Chị nào điệu đà thì các chị mặc trễ vai nhá. Đâu chị Trang Chip đâu, có ở trên live không để em tặng quà. Chúc mừng tình yêu nha. Chưa thấy đâu có kìa. Chị nào được quà mình hoan hỉ nhá. Tại vì em tặng là em tặng thật, em không tặng ảo các chị bao giờ hết á. Đấy chị, rồi ok em chúc mừng tình yêu. Rồi em chúc mừng chị gái nha, nhận được một con áo này, lên số điện thoại cho em này. Nếu như không mua hàng gì inbox hoặc gọi điện số 826 nhà em gửi quà tặng cho chị. Không cần mua hàng thì em vẫn tặng quà nhá. Không cần là tất các chị phải mua hàng đâu ạ. Còn áo chip nữa không ạ? Em còn chị ơi. Đây các chị lên cho em áo gió đây. Mọi người cứ hỏi áo gió đây ạ. Mọi người lên cho em con này là Y13 cho em với. Y13 và cộng số điện thoại cho em này. Chốt mã này cho em là Y13 nha cả nhà ơi. Y13 và cộng số điện thoại cho em cái cặp ngoài bàn vào đây này, cái cặp bấm á. Y13 em sẽ có size cho các bé đến 46 cân đổ về thoải mái cho em với ạ. Tất cả cái mã Y13 của em này nó toàn bộ nó là chất gió thô nha cả nhà nhá. Chất gió của nó là chất gió thô chứ không phải là chất gió xoạt xoạt ly lông đâu ạ. Cái mã này thì ngay từ hôm đầu tiên về ấy, em đã nói với cả nhà là gì ạ? Em bán giá tặng cho các chị. Bởi vì hàng này bình thường em nhập vào hơn 140.000 cơ. Em bán cho các chị là 155.000 với 159 cơ. Các chị nhá, còn ngay từ hôm đầu về em đã bảo rồi ạ. Cái hôm mà về 600 cái áo này em đã báo luôn mọi người là em bán giá tặng cho các chị rồi. Lên mã này cho em luôn là Y10. Y10 mấy đây nhỉ? Y10 bộ 13 phải không? Cảm ơn em nhé. Rồi ok chị. Mã cho em là Y13 cộng số điện thoại cho em.
Để chợ lên mã hộ em luôn là Y13 và cộng số điện thoại các chị có đơn hàng. Mức giá em chốt sale cho các chị yêu luôn là còn 109.000 đồng. Mà size đại cồ luôn nha các chị nhá. Đấy, rẻ hơn một con áo phông các chị mua về chợ luôn. Lên cho em mã này luôn là Y13 cộng số điện thoại cho em với ạ. Size từ 20 cân. 20 cân cho các bé đến size 45, 46 cân đổ về. Chốt cho em mã này luôn là Y13 cộng số điện thoại. 109.000 đồng. Toàn bộ gió thô bên trong lót nỉ. Em đã bảo rồi ạ. Các chị ơi, riêng đối với dòng áo gió nhá, em bán gấp 10 lần áo phao. Bởi vì sao ạ? Vì áo gió là các con mặc từ tháng 7, tháng 8 là các con đã có thể mặc được rồi. Bởi vì nó vừa ấm vừa cản gió và đặc biệt là có lớp lỉ bên trong giữ nhiệt. Đấy, áo phao thì nhiều bé là mặc nó cồng kềnh, các con không thích mặc. Các chị lên mã này cho em luôn là Y13 cộng số điện thoại cho em 109.000 đồng. Em có hai màu, màu tím và màu đen thôi. Màu tím và màu đen, chốt cho em luôn là Y14 cộng số điện thoại cho em. Cái form của nó tuyệt vời luôn các chị. Cái mẫu này thật sự luôn đẹp dã man, hôm đầu về mà. Cuối like rồi mà, cuối đầu rồi mà em vẫn về cho các chị tầm 600 cái thì các chị biết là nó đẹp như nào. Y13 đúng không? Y13 cộng số điện thoại cho em. Y13 và cộng số điện thoại cho em 109.000 đồng. Em còn khoảng 50 cái. 50 cái của Y13. Chị nào lấy Y13 lên Y13 cộng số điện thoại cho em. Y13 và cộng số điện thoại cho em ạ. 109.000 đồng. Cho em xin cái áo mà dáng vừa vừa kia đi để anh ơi để em thay. Y13 chứ chị ơi, chị Nguyễn Hồng lên chút đơn ạ. Chị Triệu Út ơi, lên lại của em với. Cái mẫu áo cộc mà còn màu cam với màu trắng đấy. Y13 cho em với ạ. Chị Nguyễn Nhung em chốt đơn của Y13. Comment lại của em đọc nhầm ạ. Comment lại của em ạ. Lên áo nhung bé trai á chị, áo thun bé trai á chị bé tim lên rồi ạ. Y13 cho chị Huế Vũ em chốt đơn ạ. Comment của em luôn là Y13 và cộng số điện thoại cho em với ạ. 109.000 đồng. 109.000 đồng của Y13. Các chị lên comment của em luôn là Y13 cộng số điện thoại. Bây giờ em qua cái mã này nha mọi người nhá. Bây giờ em qua mã này. Chị nào chốt áo em mặc lên là Y bao nhiêu nhỉ? Áo em mặc là Y bao nhiêu nhỉ? Áo em mặc là Y bao nhiêu các chị nhỉ? Quên bố rồi. Áo em mặc là 49.000 đồng ạ. Y13 chốt chị Triệu Vũ, chị Út ok chị. Mã lên mã cho em là Y13 cộng số điện thoại cho em còn khoảng 50 cái. Y13 em chốt cho chị Cherry Tuyến ok chị yêu. Lên mã cho em là Y13 cộng số điện thoại cho em với. Y13 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Hà Vân Nguyễn em chốt đơn của Y13. Áo ren em mặc là 49.000 đồng, đẹp cực kỳ luôn ạ. Y13 chị Trang Chip em chốt đơn ạ. Chị Đồng Liên em chốt đơn của Y13 không đẹp cho các chị trả hàng về. Vì tất cả của nó là chất gió thô nhá. Áo em mặc mọi người lại hỏi lại rồi. Anh cho em lại một cái màu hồng ở đây đi. Y13 xong để em thay qua mã khác. Tặng cho chị Trang Chip đây. Chị Trang Chip lên số điện thoại đi chị ơi. Chị này hôm nay có đơn không? Nếu có đơn ngày mai đơn, mai báo nhân viên chị gửi quà tặng đi kèm cho em với ạ. Tất cả cái này của em nó là gió thô này. Được chưa? Và em bán cho các chị là 109.000 đồng của mã Y13 cộng số điện thoại. Chị Y13 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Y13 và cộng số điện thoại cho em. Bây giờ mọi người sẽ lên lại cho em mã này rồi em thay nhá. Em qua nhá. Áo này của em là đủ size ạ. Có size nha cả nhà. Hàng toàn bộ hàng Quảng Châu cho em ạ. Chất ren rất là đẹp luôn này. Đấy các chị mặc trễ vai như này cho em cũng được luôn. Lên cho em con này là Y12 phải không? Y12 cho em với ạ. Màu tím than này em đủ size từ 40 đến 65 cân. Màu tím than của em là đủ size từ 40 cân đến 65 cân ạ. Còn đối với màu hồng, nó có được tặng kèm mút ngực nha các chị nha. Nó có được tặng kèm mút ngực ạ. Và màu hồng của em thì có size từ 48 cân đến size 65 cân ạ. Được chưa? Có size từ 48 cân đến 65 cân ạ. Lên cho em mã này luôn ạ. Chị liền à? Rồi ok chị. Tại vì em đứng xa em đọc nhiều khi nó không đúng tên Facebook, các chị thông cảm cho em. Lên cho em con này là Y12. Giá 49.000 đồng của Y12. Y12 49.000 đồng một cái ạ. Các chị lên đơn cho em trang là Y12 cộng số điện thoại cho em có hai màu. Toàn bộ mã này em có hai màu và tất cả nó đều được tặng kèm mút ngực này. Giờ tất cả đều được tặng kèm mút ngực. Có những chị ngực to rồi không cần phải mặc thêm áo con làm gì. Nha, lên cho em mã này luôn là Y12 cộng số điện thoại cho em với ạ. 49.000 đồng một cái của Y12 ạ. Chị Vân Trần em chốt đơn của Y12 ạ. Lên đơn cho em ạ. Chân vẫn chưa khỏi à? Nhưng rồi ôi còn lâu mới khỏi á chị. Đây ạ, nó còn thành sẹo rồi đây ạ. Rồi ôi ngã sâu mà chị, ngã sâu mà. Ngã sâu mà, em ngã sâu mà. Trời ơi, em đã bảo rồi tự nhiên Tết năm nay có cái mắt đi ăn Tết cùng này, nhục lắm đấy các chị. Y12 và cộng số điện thoại cho em. Tự nhiên nó lại thành cái sẹo to đúng rồi đây. Ôi giời ơi. Nào tiếp tục cho các chị sang mã tiếp theo. Y12 bây giờ em xin phép qua nha mọi người. Bây giờ em xin phép qua nha các chị ơi. Em Trang thì toàn, thật ra là toàn Tết nhất là toàn mặc chân váy ấy các chị. Toàn mặc chân váy ngắn ấy. Toàn chân váy ngắn thôi, quả này lại làm cho cái sẹo chân rồi. Toàn mặc đủ chân váy ngắn thôi ấy. Đây ạ.
Mã này đẹp lắm các chị ơi. Mã này còn chị nào chưa được chốt này chốt lốt cho em này. Chị nào chưa được chốt này chốt lốt ạ. Chị Khang Ngân Nguyễn em chốt đơn ạ. Mình có hai đơn chưa? Hai đơn rồi đấy nhé. Ok chị Men Lê, ok chị Nguyễn Hoài em chốt đơn của Y12. Ok chị ạ. Khoác Nam không em vừa like. À phao á chị. Phao em còn chị ơi. Phao còn thôi sao nhỉ. Mẫu này của em này. Ui rồi màu đen cứ báo hết khách đây. Các chị ơi nhục lắm đây. Cái mã này mọi người comment của em luôn là gì ạ? Y bao nhiêu nhỉ mọi người? Y14 cộng số điện thoại cho em. Chọn màu nhá, chọn màu thoải mái không chọn hình. Chọn màu của em thoải mái không chọn hình. Chất này nếu như em mà bay nhá, mà xù lông ấy, các chị nhận hàng các chị sờ cho em ạ. Cái chất của nó mát lạnh luôn. Được chưa, cái chất của nó không có một cái gợn nào nhá. Không có một cái gợn nào luôn á mọi người. Đó, không có một cái gợn vải nào luôn để xù lông hay để chảy vải cả. Mã này các chị lên đơn cho luôn là Y14 cho em với ạ. Các chị chọn màu thoải mái cho em ạ, không chọn hình. Chọn màu thoải mái cho em không chọn hình nhá. Mọi người lên mã cho em luôn là Y14 và cộng số điện thoại cho em với ạ. 65 cân đổ về em bao vừa. Nó sẽ có dáng khác nhau. Mã này nó là free size nhưng mà nó sẽ có các dáng khác nhau nha mọi người. Dáng suông, suông vừa và dáng suông, du suông suông như này cho các chị này. 65 cân đổ về cho em với ạ. Lên cho em mã hàng này luôn, có bao nhiêu hình em dơ hết ở đây rồi. Các chị lên đơn cho em luôn là phao lam đi ạ. Phao lam qua xả rẻ lỗ sắc mặt đấy các chị không biết còn không nhỉ. Lên cho em mã này luôn là Y14 cộng số điện thoại cho em 54.000 đồng một cái của Y14 ạ. Chọn màu thoải mái cho em với ạ. Chọn màu thoải mái cho em với ạ. Màu này của em là màu cam của Y14 này. Màu này của em là màu hồng của Y14 này. Lên đơn hộ em là Y14 cộng số điện thoại cho em ạ. Màu này là màu cam của Y14 này. Màu trắng của Y14 này. Chị yêu lên mã hộ em luôn là Y14 cộng số điện thoại cho em nhé. Y14 cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá em chốt sale cho các chị yêu là còn 54.000 đồng. Đơn lúc chưa á? Gọi chốt đơn chưa chị ơi? Chưa chị ơi, đơn lúc chưa nhà em chưa gọi điện chốt đơn đâu. Các chị lên mã này cho em luôn là Y14 cộng số điện thoại cộng màu cho em. Lấy hai cái mình comment hai cái. Bây giờ em mặc cho các chị sang một cái màu sáng suông của màu trắng nhá. Y14 54.000. Lên đơn hộ em là Y14 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Y14 và cộng số điện thoại cho em với 54.000 đồng của một cái. 54.000 đồng của một cái Y14 ạ. Sao bé trai đi rồi. Ok chị, Y14 cho em. Màu nào cũng đẹp. Thật luôn ạ, cái chất của nó này, sướng đời luôn các chị ơi, 54.000 đồng. Lên hộ em luôn là Y14 và cộng số điện thoại cho em. Chị Hà Hồng Hà để lại số điện thoại đi chị. Y14 cho chị Vũ Thị Ngọc Hiếu. Ok chị, mã hàng Y14 cộng số điện thoại cho em. Nói luôn các bác là màu nào mặc lên nó cũng sẽ đẹp nhá. Lên hộ em luôn là Y14 và cộng số điện thoại cho em 54.000 đồng một cái. Y14 và cộng số điện thoại cho em ạ. Những cái phông này các chị ơi dễ mặc nhất luôn. Đấy, em đã bảo rồi ạ, mùa hè các chị thiếu áo dây cũng được, thiếu áo cuây cũng được. Nhiều chị em mình là không bao giờ mặc áo dây, nhiều chị em mình là không bao giờ mặc áo cuây. Nhưng mà đảm bảo một điều là 100% các chị thích áo phông. Áo phông đó là mẫu dễ mặc nhất cho chị em mình rồi. Comment cho em mã này luôn là Y14 cho em với ạ. Chị Phương Nguyễn em chốt đơn của Y14 ạ. Lên quần U Mì Lam, anh ơi cho em xin lốt quần U Mì Lam là Y14. Chị Nguyễn Thơm em chốt đơn ạ. Chị Ngọc Anh Vũ em chốt đơn của Y14 ạ. Lên hộ em luôn là Y14 cộng số điện thoại. Y14 cộng số điện thoại cho em, mẫu nào lên cũng đẹp. Chợ mẫu nào lên cũng đẹp cho em với ạ. Cái giá của nó rất là sướng luôn. Y14 cộng số điện thoại cho em nhá. Giá cho các chị là 54.000 đồng một cái của Y14. Đây này em còn một ít của áo lông này, lốt cho em Y15. Y15 em còn ít một cái mã này nữa, em xả lốt 119.000 đồng đi. Còn 3 cái, chắc còn tầm 2-3 cái thôi. Y15 cộng số điện thoại cho em. Y15 45-65 cân. Y15 áo lông nhá. Áo lông cừu ạ. Chốt em luôn là Y15 cộng số điện thoại cho em 119.000 đồng nốt. 119.000 đồng nốt cho các chị này. Còn tầm 3 cái. Chào em còn tầm 3 cái của Y15. Lên mã hộ em là Y15 và cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Liên Liên em chốt đơn ạ. Lấy 2-3 cái mình comment 2-3 cái cho em với nhá. Mình mà lấy 2-3 cái mình comment 2-3 cái cho em với ạ. Chị bé Tiên chốt đơn của Y14 ok chị ạ. Em chào chị Trịnh Cường. Lên cho em với, lên cho em mã này đi. Lên quần màu ghi bo gấu đi shop. À cái quần mà Y14 rồi cho chị Hằng Baby Diễm có ạ. Y15 chị Duyên Trần Thị. Ok chị, em còn khoảng 3 cái nữa này. Em xả lốt cho các chị yêu mình là 119.000 đồng của Y14 ạ. À Y15 ạ. Lên hộ em luôn là Y15 và cộng số điện thoại cho em. Y15 và cộng số điện thoại cho em ạ. 119.000 đồng nhá. 119.000 đồng của Y15. Lên hộ em luôn là Y15 cộng số điện thoại cho em. Y15 cộng số điện thoại cho em với ạ. Lên mã cho em luôn là Y15 cộng số điện thoại này. Được chưa? Y15 cho em mã này. Y15 xả lốt 119.000 đồng nhá. Y15 xả lốt 119.000 đồng. Comment hộ em luôn là Y15 và cộng số điện thoại cho em. Y15 và cộng số điện thoại cho em 119.000 đồng. 119.000 đồng phao dài đi em à. Phao dài. Hôm nay xả bao tiền được các chị? Y15 cộng số điện thoại cho em. Lỗ lắm. Bán hàng này buồn lắm. Năm nay thì
Các chị muốn hỏi cái mã quần choker này phải không? Hỏi cái mã quần choker này phải không ạ? Sale còn 59.000 đồng nhá. Mẫu này cả nam cả nữ mặc được ạ. 4-5 cân nhỉ? 4-5 cân đến 6-5 cân đổ về cho em ạ. Nam nữ mặc được hết. Cho cái quần choker này cho em ạ. 59.000 đồng. 59.000 đồng ạ. Lên đồ nam trẻ con đi shop. Ô cái page bên này làm sao nó mở lắm hay không đọc được ấy. Cái page bên này các chị ơi không xem được đúng không? Nó cứ bị đẩy ra ấy. Áo sơ mi nam người lớn em không còn hàng đâu chị ơi. Cái mã này mọi người lên đơn cho em luôn này. Dạ ok chị đồng liền ạ. À. Mã này các chị lên đơn cho luôn là Y15 cộng số điện thoại cho em. Em có Y15 của size 45 cân đến size 65 cân. Y14 có những màu gì em ạ? À? Dạ em có màu cam, màu trắng ạ, à, màu đen ạ. À. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em luôn là Y15 phải không? À Y15 rồi chứ nhỉ? Y16 à, cái quần choker này Y bao nhiêu? Không, buồn cười thế, hỏi từ nãy giờ. Y16 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Vương 8 em chốt đơn của Y14 ạ. Y15 chị Hạnh Nguyễn em chốt đơn ạ. Mã này các chị lên đơn cho luôn là Y16 cho em với ạ. Màu này của em là màu trắng ạ. Em có màu trắng và em có màu màu trắng và màu ghi nhá. Chốt Y16 cộng số điện thoại cho em. Y16 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Y16 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Lên đơn cho mọi người với mức giá là còn 59.000 đồng đi. Quần choker 59.000 đồng. 59.000 đồng của Y16 nhá. Cái mã hôm nọ 29.000 đồng phải không chị chật neo. Ôi chị không bảo các bạn ấy à. Chị có bảo nhân viên nhà em là bé trai không? Có bảo nhân viên nhà em là bé trai không? Có bảo nhân viên nhà em là bé trai không nhở? Rồi ôi. Ôi gửi lại đi em đổi cho. Gửi lại đi em đổi cho nhá. Gửi lại đi em đổi cho. Ok chị Vương 8 em chốt đơn của Y14 à. Chị Bảo Yến em chốt đơn của Y15. Chị bảo hai áo trắng bé trai. Ôi giời. Lên cho em mã này đi ạ. Lên cho em mã này đi ạ. Mã này lên đơn cho em luôn này. Lên đơn cho em mã này luôn. Thông cảm cho em nhá. Gửi lại em đổi cho. Tại vì thật ra là những cái áo con gấu con ghét cái chắc là nhiều khi là nó cũng kéo không còn hình gì khác hay sao ấy. Comment cho em mã này luôn là Y15 à Y16 ạ. Em đang có của hai màu ạ. Em đang có của hai màu ạ, màu trắng cho em ạ và màu trắng và màu ghi cho em với này. 59.000 đồng nhá. 59.000 đồng của Y16 cộng số điện thoại cho em ạ. Y16 cộng số điện thoại cho em. Nên đồ bé trai đi rồi ok chị ạ. Xem lại mẫu áo đang mặc, áo đang mặc của em là Y14 nhỉ. Áo đang mặc của em trang là Y14 cả nhà ơi. Áo em đang mặc là Y14 ạ. Với mức giá là còn 54.000 đồng ạ. 54.000 đồng nha mọi người. 54.000 đồng của Y14 đây. Em có màu kệ màu trắng này. Em có màu trắng này. Em có màu cam này các chị này. Y14 cộng số điện thoại cho em ạ. Chọn màu thôi nhá. Các chị chọn màu của em thôi nhá. Y14 cộng số điện thoại này. Y14 và cộng số điện thoại cho em. Cái quần đùi còn không? Ok quần choker này xả 59.000 đồng. Chốt cho em mã này luôn. Bé nhà chị nó ngoài ngoài không chịu thử luôn. Mã này cho em xin mã là Y14 cộng số điện thoại cho em với. Y14 cộng số điện thoại. Tự nhiên chị nói em buồn cười quá đây này. Được chưa? Đây là Y14 của em ạ. Các chị chọn màu thoải mái cho em với. Chọn màu thoải mái cho em với ạ. Y14 cho em ạ. Eo ơi em chốt cho các chị với mức giá 54.000 đồng. Lỗ cùng bàn. Cho em cái áo con thỏ đi. Dép đang đi hôm trước bán 100.000 5 đôi hết rồi chị ạ. Hôm trước nhiều chị em mình chốt được mà, hôm đấy mình bán á. Em bán tổng cộng hơn 500 đôi dép này mà, nhưng mà em cứ bán 100.000 5 đôi thì chắc là vào tầm bao nhiêu chị được chốt đây. Đấy. Hết sạch rồi, hàng thanh lý mà. 100.000 đồng 5 đôi dép, các chị biết không? 5 đôi dép của các chị ấy, 5 đôi nhá, không phải là mỗi đôi 5.000 đâu. Không phải là mỗi một đôi em lãi được 5.000 đâu mà mỗi 5 đôi ấy em mới bán mới lãi được 5.000 đấy các chị ạ. Tức là em bán 100.000 5 đôi dép thì em nhập vào tổng 5 đôi dép là 95.000 đồng ấy. Hôm đấy em bán 100.000 bẩn quá chưa cọ này. Em tại vì ok chị gái chuột nên em chốt đơn của Y14 đã lên mã là Y14 cộng số điện thoại cho em. Mã cho em là Y14 và cộng số điện thoại cho em tiếp tục này. Ờ, cái áo này đây. Ôi giời áo này bây giờ các chị chốt lại của em này. Áo này thì nó cứ còn lôm côm ạ. Chất thì phải nói là các chị ơi. Chất nó đẹp lắm luôn mọi người nhá. Các con mặc không bao giờ xù lông, mặc nó mịn xịn luôn. Cái hàng này là em ôm một xốp ạ. Nói thật luôn với các bác là em ôm một xốp thanh lý ạ. Xốp này bán cực kỳ to luôn. Nên là xốp thanh lý nghỉ không bán nữa nên em ôm hết.
em ôm được cả hàng nam, cả hàng nữ, cả hàng bé, tất tần tật ạ. Bây giờ em chỉ còn linh tinh côm lôm côm như này thôi, em tặng nốt cho các bé là 29.000 đồng. Được chưa, 29.000 đồng của mã này. Các chị nhá, 29.000 đồng một áo, lên mã cho em luôn là Y 17 cho em với ạ. Đọc sai nào. Bây giờ em cứ chốt 8 đến 16 cân ạ. Ôi đẹp lắm mọi người ơi ạ. Ôi giời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Chất nó đẹp dã man luôn các chị ạ. Về sờ nó cứ sướng rung rinh ấy các chị. 8 cân cho đến 16 cân em bao các bé vật vừa luôn. Bây giờ em tặng nốt cho các con 29.000 đồng. Thật ra những cái mã này để mà nói là đến vụ hè em bán 35-39.000 thoải mái. Thật, nhưng mà em đã bảo rồi ạ, các chị mua về, ví dụ như trường hợp nhá, Tết mà nóng thì các con có thể mặc luôn. Còn Tết mà không nóng các chị để ra riêng mặc cho em với ạ. Lên cho em luôn là gì ạ? Y17 à? Y17. Hàng shop nhá, không hàng chợ đâu. Con này là hàng shop luôn ấy, em ôm thanh ní đấy ạ. Y17 cộng số điện thoại cho em với ạ. Em bán cho các chị yêu với mức giá là 29.000 đồng của Y17. Y17 cộng số điện thoại cho em với ạ. Cái mẫu con gấu hồng hết rồi hả chồng? Y17 và cộng số điện thoại cho em, 29.000 đồng của một chiếc. 29.000 đồng của một chiếc Y17. Được chưa? Lên mã của em là Y17 và kèm số điện thoại cho em với. Y17 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Chị Mặt Trời Bé Con chốt đơn ạ, chị Vân Trần em chốt đơn ạ, chị Hoàng Uyên em chốt đơn ạ, chị Liên Nguyễn em chốt đơn của Y17. Hàng tốt nha. Em bán các chị yêu là 29.000 đồng, em qua mã luôn tại vì những cái mã đấy nó không còn nhiều lắm đâu. Y17 cộng số điện thoại cho em với, 25 cân và em không có hàng chị ạ. Cái mã này là hàng size nhí ạ. Y17 cộng số điện thoại cho em ạ. Y17 đây các chị này. Đấy, đẹp lắm. Toàn hàng tàu thôi, toàn hàng Quảng Châu thôi. Lên mã của em luôn là Y17 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Ôi không có xe to luôn à. Hôm trước là có đến 2 mấy cân đấy các chị. Hôm trước em bán đến 2 mấy cân các chị chốt hết rồi còn đâu. Y17 ạ, toàn hàng xịn thôi. Nói chung là toàn hàng xịn thôi ạ. Toàn hàng xịn thôi. Y17 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Đào Thì Mai em chốt đơn ạ. Rồi ok chị gái bé Ti, ok chị này, chị Hoàng Yên em chốt rồi mà. Chị Mặt Trời Bé Con em chốt rồi mà. Y17 cộng số điện thoại cho em với ạ. Rồi ok chị Tú Huynh em chốt đơn ạ. Tiếp tục lên Y18 cho em này. Mã này thì bây giờ em còn size này. Mã này thì bây giờ em đang còn size của bé bao nhiêu cân? Lái xe Tam Hiệp tự nhiên lại cái gì đây? Nhắn tin cho mình. Có hàng gửi không? Có cái cứ gì mà gửi. Nghỉ cái mẹ ra đây. Y17 ok chị, ối rồi ôi 29.000 với ok chị. Rồi tiếp cho em mã này luôn, mã gì nhỉ? Y bao nhiêu? Y18 cho em ạ. Size từ bao nhiêu cân nhỉ? 12 cân ạ, bây giờ còn size đến 22, 23 cân đổ về ạ. 12 cân đến 22, 23 cân ạ. Toàn bộ cái áo này của em là chất gió bò sữa nhá. Rồi ok chị ạ, toàn bộ cái áo này của em là áo gió bò sữa. Chất liệu của nó là chất liệu gió nhung ạ. Gió này vừa dày vừa mềm vừa nhẹ nha các chị nhá. Đẹp, ấm cực kỳ luôn. Bên trong toàn bộ lót nỉ cho các bé á. Lên cho em mã này luôn là Y18 cộng số điện thoại cho em này. Y18 cộng số điện thoại cho em với ạ. Em chốt nốt cho các chị là 99.000 đồng của Y18 ạ. Lên mã hộ em là Y18 cộng số điện thoại cho em. Eo mẫu này đợt đầu nhập về cao quá. Đợt sau nó ôm, em ôm được sale này em ôm hết về cho các chị. Y18 cộng số điện thoại cho em. Tất cả mẫu này là gió bò sữa cho bé nhá. Cái gió này mặc vừa gọn vừa ấm các chị ạ. Thật đấy, nhiều bé là không bao giờ chị mặc áo phao đâu. Mua mặc áo gió này cho em ạ. Bên trong có giữ nhiệt cho các con rồi. Bên trong toàn bộ lót lỉ có giữ nhiệt cho các bé rồi. Và bên ngoài của nó là chất gió nhung. Các chị lên mã này cho em luôn là Y18 cộng số điện thoại cho em. 12 cân đến 22 cân em chốt đơn. Được chưa? Mức giá em chốt trên like cho các chị yêu nhà mình là còn 99.000 đồng một cái. Nó còn toàn màu hồng, hồng đậm, hồng nhạt, hồng cam. Lên mã cho em luôn là Y18 cộng số điện thoại cho em. Cho em xin ít gió nam là Y17. Chị Trúc Đào, Trúc Đào ok ạ. À. Chị bé Tim chốt đơn ạ. À. Gió nam đây nào. Quần u mì nam nữa. Mã này lên mã hộ em luôn là Y18 cộng số điện thoại cho em này. Y18 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá em chốt sale trên Nai cho các chị là 99.000 đồng một cái. Được chưa? 99.000 đồng một cái của Y18. Các chị nhá, lên hộ em là Y18 cộng số điện thoại cho em. Y18 và cộng số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng của một chiếc ạ. Chị Bích Nguyễn em chốt đơn rồi ạ. Mã cho em là Y18. Em đang có của màu vàng nữa này. Y18 cộng số điện thoại cho em. Oh, lên quần Ubi Lam kìa, Y18 cộng số điện thoại cho em 99.000 đồng ạ. Đẹp chưa các chị, đẹp chưa ạ? Y18 cộng số điện thoại cho em ạ. Tất cả cái mẫu này của em nó là chất gió nhung nhá. Mọi người lên đơn hộ em là Y18 cách số điện thoại cho em. Y18 cách số điện thoại cho em 99.000 đồng một cái.
99.000 đồng một cái của Y18. Rồi chào các chị, lên mã của em luôn là Y18 và cộng số điện thoại cho em đây, quần U Mì đây các chị ơi, lên mã là Y19 cho em luôn. Lên mã cho em luôn là Y19 cộng số điện thoại này. Bây giờ còn mỗi mẫu U Mì này thôi. Y19 cộng số điện thoại cho em này. Giá 89.000 đồng. Y19 cộng số điện thoại cho em với ạ. Cái mẫu này của em đang full size. Ok, quần này bị ẩm ẩm ướt ướt này. Hôm nọ bốc xe hàng xuống có một hôm bị một bao bị ướt phải không? Cái này mọi người lên đơn trong luôn là Y19 ạ. Tất cả cái dòng này của em nó là chất U Mì nhá. Chất U Mì hàng xịn luôn, 89.000 đồng. 89.000 đồng của Y19 ạ. Form đẹp lắm, nói chung hàng nam em bảo đẹp là các chị cứ ok luôn. Form của cái dáng này cực kỳ đẹp luôn này. Lên cho em mã này luôn là Y19, đủ size từ 50 cân đến 75 cân. 50 cân đủ size đến 75 cân, chốt Y19 cộng số điện thoại cho em. Lên đơn hộ em với ạ là Y19 nha mọi người. Lên đơn hộ em mã này là Y19 và cộng số điện thoại cho em. Còn quần bé trai 23 cân đấy chị, lên quần bò bé trai 23, quần bò bé trai 23 cân nhà mình còn không? Lên cho em mã này là Y19 nha các chị gái ơi, Y19 cộng số điện thoại cho em với ạ. Chốt cho các chị 89.000 đồng, Y19 cộng số điện thoại cho em này, đẹp chưa? Y19 và cộng số điện thoại cho em 89.000 đồng một cái. Size từ 50 cân đến size 75 cân, Y19 cộng số điện thoại cho em này, cái này treo đi nào anh ơi. Treo. Sao cho bé trai lốt. Nó cứ lôm côm đây, con đỏ này chắc này bị bom về thôi, còn hàng mẫu đỏ này em hết từ lâu lắm rồi đây này. Cái này các chị lên đơn Y20 cộng số điện thoại cho em, quần bò cho bé gái á chị, cho bé 14 cân á chị. Quần bò cho bé gái, bé 14 cân, còn cái mẫu hip hop này anh ơi. Lên cho em mã này luôn ạ, chiều nay chị gửi quần áo bên em đổi size to rồi, ok chị Trần Hải Yến ạ, gửi lại em đổi hàng. Ghi tên, ghi số điện thoại mọi người vào nhá, thì bên em nhận hàng thì bên em mới biết được là hàng của ai nhá. Rồi Y19 em chốt đơn cho chị Tuyết Thắm, ok chị ạ. Lên cho em mã này luôn này, Y20. Đây là mặt trong của nó đấy các chị, áo phao siêu nhẹ cho bé trai. Hàng mẫu hip hop nhá. Em còn từ 20 cân đến 40 cân nhưng mà nếu chọn màu này em không có sai đâu ạ. Chị Thông Phương em chốt đơn của Y19 lên số điện thoại cho em ạ. Chị Hoàng Nguyễn em chốt đơn của Y19 ạ. Chị Linh Tạ em chốt đơn của Y19 ạ. 89.000 đồng, hàng form đẹp luôn. Chốt cho em luôn là Y19 cộng số điện thoại. Cái mã này cả nhà lên đơn cho em luôn là Y20 và cộng số điện thoại cho em này. Y20 cộng số điện thoại cho em ạ. Chốt cho bé size từ 20 cân đến size 40 cân. Được chưa? Y20 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá em chốt trên like cho các chị yêu là còn. Hàng này trước bán 189.000, nay xả lốt 168.000. Em nhập 170 đấy, bây giờ em xả lốt 168 ạ. Các chị lên mã này cho em luôn là Y20 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y20 cộng số điện thoại cho em với ạ. Màu đỏ cho em này, màu này của em màu xanh. Các chị chọn màu nhá, ngày mai còn thì bên em sẽ lấy màu cho các chị còn hết rồi thôi. Y20 ạ, toàn bộ áo phao hip hop cho bé trai. Chốt cho em luôn là Y20 cộng số điện thoại cho em ạ. Còn mẫu nữa không? Cái mẫu quần U Mì còn mẫu nữa không? Đây nữa phải không? Mẫu này còn không? Hả? Y20 ạ, cộng số điện thoại cho em với ạ. Màu đỏ này, màu xanh này, màu xanh đậm cho em ạ. Y20 và cộng số điện thoại cho em chốt đơn cho mọi người với mức giá là 168.000 đồng. Đấy hai cái, comment hai cái ạ. Chị Hương Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Nguyễn Phượng em chốt đơn ạ. Comment hộ em luôn là Y20. Cộng số điện thoại cho nó chỉ có 3 màu thế thôi nhá. Nó chỉ còn 3 màu thế thôi nhá mọi người. Mọi người lên mã đấy hộ em là Y20 và cộng số điện thoại cho em. Y20 và cộng số điện thoại cho em 168.000 đồng. 168.000 đồng nốt ạ. Em còn một cái quần này, à em còn mẫu này nữa này. Tất cả của nó là dáng nó đẹp như này nha các chị ơi. Chất của nó là chất Umi ạ. Toàn bộ chất Umi của nam. Hàng đẹp luôn ạ. Đây bên trong có dây rút cố định này. Nhưng mà nó vẫn đủ size nhá. Có size nhá các chị nhá. Không phải hàng free size đâu. Hàng toàn bộ hàng có size ạ. Các chị lên mã này cho em luôn là Y21 cộng số điện thoại cho em. Y21 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y21 cộng số điện thoại cho em. Em chốt đơn cho các chị với mức giá 89.000 đồng của Y21. Đủ size từ 45 cân đến size 70 cân nữa sao ạ. Mẫu này bây giờ em chỉ còn từ 45 cân đến 70 cân thôi. Lên mã này hộ em là Y21 và cộng số điện thoại. Y21 và cộng số điện thoại cho em. Lên cho em luôn là Y21 và cộng số điện thoại cho em ạ. Mức giá em chốt trên like cho các chị yêu luôn. Mức giá em chốt trên like cho các chị yêu mình luôn là còn gì ạ? Còn 89.000 đồng của Y21 ạ. Được chưa? Y20 em chốt chị Trang chip, ok chị. Lên mã này hộ em với là Y21 cộng số điện thoại cho em. 89.000 đồng. Đâu quần U Mì nữ á, quần U Mì nữ còn mẫu nào lên được? Y20 dạ em chốt cho chị Xuân Tình, ok chị ạ. Y21 chị Nguyễn Phượng em chốt đơn ạ. Y20 dạ ok chị Trang chip em chốt đơn ạ. 168.000 đồng của Y20. Còn chị nào chốt mã Y21 lên Y21 cộng số điện thoại cho em ạ. Pát ca đỏ ok chị Tú Anh em chốt đơn ạ. Mã cái pát ca đỏ đằng sau còn mã gì nhỉ? Cái mã đầu chuột đi. Cái mã đầu chuột của em là Y10 chị ạ. Cái mẫu này hiện tại em còn đủ size không? Cái mã này của em còn đen còn rêu. Chốt cho em mã này luôn là Y22 và cộng số điện thoại cho em luôn này.
nhanh gọn gàng. 55.000 đồng một cái, Y22 cộng số điện thoại cho em. Được chưa? Y22 và cộng số điện thoại cho em 55.000 đồng một cái. Em có size từ 20 cân đến size 35 cân ạ. Y22 cho em có màu rêu và Y22 có màu đen. Mẫu này trai gái các con mặc hết cho em ạ. Phao nữ đây. Phao nữ bây giờ em còn phao nữ dáng dài, em tặng nốt các chị nhá. Y22 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Tuyết em chốt đơn ạ. Hả? Cái gì? Y2189 ạ, lên cho em mã này luôn ạ. Y22 cộng số điện thoại cho em màu rêu và màu đen. Trai gái các con mặc hết, xả nốt 55.000 đồng ạ. Dạ ok chị Nguyễn Tuyết em chốt đơn của Y21 ạ. Lên mã này hộ em là Y22 cộng số điện thoại. Tua thật là nhanh cho mọi người. Tua thật là nhanh. Nào cái áo, áo này của em nó là toàn bộ gió VIP nam. Size gì đây? Size gì đây? Ui trời ơi, màu rêu này. Trời ơi. Các chị ơi nhìn cái gió của nó, chất gió cho em này. Xịn lắm, gió thô, chốt cho em mã này luôn, gió xịn. Thôi không cần cho em Y23 đi. Y21 cho Y, rồi ok chị Lục xem chưa, em chốt đơn ạ. Dạ em chốt đơn chị Võ Ái, ok chị này. Mã cộng số điện thoại cho em. Tiếp tục cho em cái mã tiếp theo ạ. Mã này là Y23 bao nhiêu? Y23 169.000 đồng nốt các chị ơi. Chốt nhanh cho em còn vài chiếc thôi phải không? 169.000 đồng các chị nhìn này. Còn có 3 cái thôi. 50 cân đến 70 cân. 50 cân đến 70 cân em còn có 3 cái. Y23 cộng số điện thoại cho em. Ghi nhặt luôn đi mã này. Ôi trời ơi các chị ơi mã này này. Em chưa có bán trên live đâu các chị ạ. Y23 cộng số điện thoại cho em. Có 2 cái màu đen với 1 cái màu rêu. Chốt Y23 170.000. 170.000 của Y23. Chị nào lấy thì lấy nhá. Con này gió của nó xịn luôn. Y23 cộng số điện thoại. Con gió này em bao các chị xịn form đẹp luôn. Y23 cộng số điện thoại cho em ạ. Y22 dạ ok chị. Y22 là cái gì? Ok chị, ok chị Võ Ái, em chốt đơn chị Nguyễn Thị Hiển, em chốt đơn có 55.000 đồng thôi. Lên cho em con này là Y23 cộng số điện thoại cho em 170.000 lốt. 170 lốt nha mọi người, 170 chốt Y23 và cộng số điện thoại cho em. Y23 và cộng số điện thoại cho em 170.000. Đẹp lắm. Y23 này đẹp lắm mọi người ơi, Y23 cộng số điện thoại cho em. Y23 và cộng số điện thoại cho em với Y21 chị Duyên Trần Thị, Y23 chị Võ Ái, ok chị này. Y23 cộng số điện thoại 170. Nhưng chất gió của nó là chất gió thô hàng xịn nhé. Chất gió thô hàng xịn. Y23 cộng số điện thoại cho em 170 lốt. Đây phao dài đây. Chốt lốt phao dài các chị yêu luôn. Còn nguyên màu này thôi đúng không? Y24. Chị nào nhận cái phao dài này rồi cho em xin một cái phản hồi nào. Y24 và cộng số điện thoại cho em luôn. Y24 và cộng số điện thoại cho em luôn. Dành cho tất cả các chị từ 45 cân đến 65 cân. Con này nó là dáng suông, free size. Được chưa? Mua ở đâu nó cũng là free size. Nó là hàng Quảng Châu ạ. Hàng nào hàng Quảng Châu thì em báo luôn. Mà hàng nào hàng xưởng em báo luôn cho các chị nhá. Lên mã này cho em luôn là Y24, đúng không? Y24 hiện tại em đang còn của màu sữa với cả màu xanh ngọc thôi. Chị nào lấy mã này lên đơn hộ em với ạ. Là Y24 và cộng số điện thoại cho em này. Đẹp chưa? Y24. Tất cả cái mã này hôm nay thanh lý lốt các chị 209.000 đồng nhá. 209 em còn có mấy cái thôi ạ. 6 ngày rồi chưa nhận được chị Nguyễn Thị Quyên á. Lên mã cho em luôn là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Ngày mai nhà em báo lại cho chị. Chị nào chốt mã này lên hộ em luôn là Y24. Ui mua ngoài 700.000 em bán nốt 209.000 đồng. Y24 và cộng số điện thoại cho em. Y24 và cộng số điện thoại cho em 209. 209.000 đồng một cái. Em có hai màu, màu xanh ngọc cho em với lại màu sữa nhé. Màu xanh ngọc và màu sữa. Chốt hộ em luôn là Y24 và cộng số điện thoại cho em 209.000 đồng. Em còn có mấy cái như này thôi ạ. Còn mấy cái nữa thôi. Chị nào lấy thì lên đơn hộ em với ạ. Y24 và cộng số điện thoại cho em. Y24 và cộng số điện thoại cho em 209 nhá. 209.000 đồng. 209 chốt hộ em là Y24 và cộng số điện thoại giúp em. Y24 và cộng số điện thoại cho em 209. Màu xanh cho em này. Trời ơi đẹp quá. Mấy chị ơi lên cho em mã Y24 đi. Cộng số điện thoại đi 209.000 đồng. Mua tặng bạn tặng bè gì thì mua. Y24 và cộng số điện thoại cho em với 209.000 đồng một cái. 209.000 đồng một cái của Y24. Mình lên đơn hộ em với là Y24 và cộng số điện thoại cho em. Y24 và cộng số điện thoại cho em 209. Đây ạ, lên mã hộ em luôn là Y24
và cộng số điện thoại nhá, 209 ạ. Rồi ok chị Huyền Giá, em chốt đơn của Y24 ạ. Y23 của em là áo nam đến 70 cân chị ơi, có size đấy ạ. Các chị lên mã này cho em luôn là Y24 và cộng số điện thoại cho em này. 209.000. 209.000 đồng, em có hai màu nhé, màu xanh, màu xanh ngọc với lại màu màu xanh ngọc với lại màu sữa cho em với lại Y24 và cộng số điện thoại cho em. Y24 và cộng số điện thoại cho em 209.000. Hết quần u mì nữ rồi sao không thấy lên á chị? Đây quần u mì nữ nhưng mà nó buổi nó kiểu như nó lẻ lắm chị, thông thường là cứ mai được, chứ còn ít quần u mì kẻ này đi tặng hết các chị 49.000 đồng, chị nào chốt đừng chốt. Toàn bộ chất u mì kẻ. Cái này của em là size từ kèo đẹp chưa? Các chị ơi, em mặc thử cho cả nhà mình một cái nhá. Cái mẫu này đang đủ size từ bao nhiêu cân nhỉ? Hả? Có size từ 45 cân đến 60 cân không? Chắc không biết là còn đến 60 cân không, để email xem lại còn size gì. Chốt cho em mã này luôn là Y25. Cộng số điện thoại cho em tất cả chất u mì thôi. Đọc cái giá này là vỡ mặt rồi. Cái này còn nhiều không đây? Thanh ní lốt này 49.000 đồng. Anh ơi, đây ạ. Chốt cho em con này là y bao nhiêu nhỉ? Con này là đúng ngắn nhá. Con này không phải là hàng cạp cao đâu. Con này hàng cạp vừa thôi. Đúng bằng rốn thôi. Không phải hàng cạp cao trên rốn đâu. Con này hàng cạp vừa nhá các chị nha. Con này hàng cạp vừa vừa. Chốt cho em mã này luôn là y bao nhiêu đây? 49.000 đồng. Y25. Cộng số điện thoại cho em. Size đến 30 này. Size bao nhiêu đây? Không chọn kiểu kẻ. Eo chất u mì của nó mặc thích lắm. Y25 cộng số điện thoại cho em. Size đến 60kg. 45kg đến 60kg, không chọn kiểu kẻ đâu nha các chị nhà, không chọn kiểu kẻ đâu. Vì bây giờ nó chỉ còn kẻ như thế này thôi, nó chỉ còn có 3-4 hình kẻ như này thôi. 3-4 màu kẻ như này, đồ ấm đấy size 40kg á chị. Chốt cho em ạ, em còn đến 60 cân đổ về ạ, 60 cân đổ về chốt cho em ạ. Con này là đúng của nó, không phải là hàng cặp cao đâu, con này không phải hàng cặp cao đâu nhá, con này hàng cặp. Đúng đây là các chị này, vừa đến rốn luôn. Được chưa ạ, vừa đến rốn luôn ạ. Các chị mã này cho em là Y25. Lấy hai cái thì em lấy hai kiểu kẻ. Được chưa? Y25 cộng số điện thoại đây này, nó cứ có mấy kiểu kẻ như này. Chị Trần Thị Yến em chốt đơn ạ, chị Phương Nguyễn em chốt đơn, eo ơi 49.000 đồng. Em đọc cái giá này là em bị hớ rồi đấy. Em đọc cái giá này là em bị hớ rồi đấy các chị ạ. Đấy. Y25 tất cả là của nó là chất u mì nhá. Tất cả cái mã này của nó là chất u mì, co giãn tuyệt vời. Được chưa? Không xù lông, không cắn chỉ quần đâu, lên Y25 cộng số điện thoại cho em. Mã này thì các chị mặc mùa hè thì siêu thích luôn. Được chưa? Chị Trần Thị Yến em chốt đơn rồi, chị Thông Phương ok, chị lên hộ em là Y25 và cộng số điện thoại cho em. Y25 và cộng số điện thoại cho em vừa với á. Các chị ơi, em tua lại cho các chị một ít của cái mã váy nhá. Các chị nhá, vào sau các chị có muốn chốt cái váy này không? Có muốn lên lại cái váy này không? Lên hộ em luôn là Y25 cộng số điện thoại ơi nhỉ. Càng đêm càng rét nhỉ. Y25 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Áo hip hop 27 cân và em không còn hàng đâu chị ơi. Áo hip hop em chỉ còn cái áo phao đấy thôi. Em chỉ còn cái áo phao đấy thôi. Còn cái mã mà áo hoodie là em không còn đâu ạ. Chị ngốc là em chốt đơn của Y25 ạ. Đẹp lắm. Y25 cộng số điện thoại qua này. Ui các chị ơi, tự nhiên rét thế nhỉ. Có cái mã gì của nữ mà ấm ấm nhỉ? Cái mã áo cổ sơ mi còn không? Áo cổ sơ mi á, ở trong cái chỗ đường đi á. Rồi em chốt đơn ơi, chị ngốc là em rồi ạ, chị Triệu Út em chốt đơn của Y25. Lên mã hộ em luôn là Y25 và cộng số điện thoại cho em. Y25 và cộng số điện thoại cho em. Rồi bây giờ lên cho các chị lốt cái áo cổ sơ mi này. Áo cổ sơ mi. Áo len. Cái này chút len này. Y26. Đây cái áo len, đây à, cái áo này còn ít này. Mẫu nào còn nhiều, màu nào còn nhiều nè. Màu lông. Mỗi màu còn cái, màu đen, mỗi màu còn cái các chị ạ. Mỗi màu em còn một cái của mã này. Em còn hai cái màu lâu, em sẽ mặc màu lâu đi. Y25 dạ ok chị Thiên Nguyễn Thị em chúc đơn ạ. Y25 hoodie bé gái 35 cân dạ không có chị ơi, chị Thông Phương em hết hàng rồi ạ. Ấm bé trai em chỉ còn có cái phao hip hop đấy thôi chị nhá. Chị Vân Trần nha. Y25 chị Khánh Huyền em chúc đơn ạ. Có 49.000 đồng của Y25 thôi, mình lên mã hộ em là Y25 cộng số điện thoại. Y25. Rồi các chị lên mã này cho em luôn là Y26. Y26 mẫu này. Y26 cho em với 58 cân đổ về. Mã này em bán nhiều lắm rồi.
99.000 đồng cho em với này, 99.000 đồng của Y26 ạ. Các chị dưới 58 cân các chị mặc đẹp nhá. Dưới 58 cân chị em mình mặc đẹp và toàn bộ cái chất của nó tất cả là tay phối lụa. Không co không nhăn, được chưa ạ? Không co không nhăn nhiều vải. Mã này cho em xin mã là Y26 và cộng số điện thoại cho em. Y26 ạ, em đang có của màu lâu ạ. 99.000 đồng của Y26, chốt em Y26 màu lâu màu da này. Màu lâu màu da này. Màu xanh còn một cái, màu đen còn một cái. Y26 mỗi màu em còn 1-2 cái. Tôi rồi em còn 1-2 cái. Các chị lên mã này cho em là Y26 cho em ạ, 99.000 đồng với ạ. 99.000 đồng ạ, màu đen cho em này. Màu lâu cho em ạ, màu xanh dương cho em này. Màu xanh còn đúng một cái này. Y26 và cộng số điện thoại cho em 99.000 đồng em chốt đơn ạ. Ok chị Nguyễn Vương Hiến em chốt đơn của Y25 ạ. Xem phao chị phao hip hop chị Vân Anh Phạm ơi là 168.000 đồng ạ. Chị nào chốt mã này lên Y26 màu da ạ. Các chị ơi lên hộ em là Y26 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị ơi bốt ra chị bốt em chưa lẻ đâu chị ơi. 99.000 đồng ạ. Bốt của bé thì nhà mình còn cái bốt còn bốt bé thôi. Chốt cho em mã này luôn là Y26 và cộng số điện thoại cho em. Y26 và cộng số điện thoại cho em với Y26 cộng số điện thoại cho em này. Em có màu lâu nhá. Y26 em có màu lâu này, Y26 em có màu da này các chị này. Được chưa? Và Y26 em sang có màu xanh cho các chị gái. Lên đơn hộ em là Y26 cộng số điện thoại cho em 99.000 đồng. 99.000 đồng Y26 màu đen. Mã hộ em là Y26 các chị nhá. Mã hộ em là Y26 và cộng số điện thoại cho em 99.000 đồng. Y25 chị Khánh Huyền, Khánh Huyền hai cái ok chị. Lên cho em mã này là Y26 đi ạ. Các chị còn thích em mặc màu gì nữa không? Còn thích em mặc màu gì nữa không? Lên mã hộ em là Y26 và cộng số điện thoại cho em 99.000 đồng nốt cho nó gọn gàng. 99.000 đồng nốt cho nó gọn gàng. Y26 cộng số điện thoại giúp em. Rồi chốt tiếp cho các chị yêu mã này là Y27 này. Chốt tiếp cho các chị yêu mã này là Y27 này. Quần này là quần bò cho bé trai nhá, quần bò cho bé trai luôn ạ. Y26 dạ ok, màu rêu, màu xanh và màu da em chốt cho chị Thiên Nguyễn Thị ok chị ạ. Lên Y26 40 cân mặc hơi rộng chị nhá. Quần bò cho bé đây chị ơi. Còn một ít của mã này, quần bò hip hop này chất đẹp lắm mọi người. Toàn bộ chất bò của nó là chất bò cốt tông. Co giãn thoải mái cho bé luôn. Lên cho em mã luôn là Y27 cộng số điện thoại cho em. Dạ áo phao hip hop dạ ok chị Vân Anh Phạm em chốt đơn ạ. Cái này mọi người lên mã này cho em là Y27 cộng số điện thoại. Ơ quần chip kháng khuẩn còn không? Hết sạch luôn á? Không về hàng nữa rồi. À, khăn tắm nay lên phải không? Anh. Mã cho em là Y27 và cộng số điện thoại cho em. Được chưa? Lên mã cho em là Y27 cộng số điện thoại cho em với ạ. Em sẽ bán cho mọi người này. Y27 cộng số điện thoại được chưa ạ? Các chị sẽ được chốt đơn với mức giá luôn. Y27 cho em. 95.000 đồng một quần. 95.000 đồng một quần của Y27 ạ. Dạ em chốt đơn cho chị Triệu Út ok chị ạ. Lên hộ em luôn là Y27 cộng số điện thoại cho em ạ. Y27 cộng số điện thoại cho em với ạ. 95.000 đồng của một cái ạ. 95.000 đồng của một cái Y27. Chị nào lấy Y27 chốt hộ em luôn Y27 ạ. Cho mình dạ ok chị gái Y26 số size nhỏ nhất nhé ok chị. Lên hộ em luôn là Y27 cho em này. Màu này của em là màu xanh. Cũng đẹp cho các chị trả về. 45 cân đổ về cho em ạ. 20 cân à bây giờ còn size 20 đến 40 cân thôi. 20 cân đến size 40 cân thôi ạ. Chốt hộ em là Y27 cộng số điện thoại cho em với 95.000 đồng một cái. 95.000 đồng của một cái Y27 ạ. Chốt em luôn là Y27 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Hồng Lên chốt đơn của Y27 này. Lên đơn hộ em với ạ. Y27 cộng số điện thoại cho em. Không đẹp không lấy tiền. Con này dáng hip hop siêu đẹp luôn. Bây giờ chỉ còn đến size 40 cân thôi phải không? 40-45. 40 cân đổ về. Các chị ơi nhìn cho em ạ. Chất của nó này mềm đẹp dã man ạ. Đúng bé trai chị Dung Nguyễn ơi. Y27 chị Phương Nguyễn em chốt đơn ạ. Này toàn bộ chất bò cốt tông cho em với ạ. Chất bò dày mềm co giãn nhiều. Y27 cộng số điện thoại cho em. Lên mã lên đơn cho em là Y27 cộng số điện thoại cho em. 95.000 đồng một cái. Màu đen với cả màu xanh nhá. Màu đen màu xanh ạ. Chị Phương Nguyễn ok của Y27. Lấy hai cái thì mình comment hai cái nhá. Lấy hai cái thì mình comment hai cái cho em. Đây này em còn tổng 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 bằng này cái khăn tắm nữa này. Em dự định nhá là em không có về nữa. Mà hôm nay có những chị chốt 10 cái nên em phải cố về thêm. Các chị lên mã cho em luôn là Y28 cộng à, mã lên đơn là khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em. Lên hộ em luôn là khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại em chốt đơn hàng này. Toàn bộ khăn tắm Hàn nhà em là hàng to loại 1 luôn. Siêu bông và siêu dày luôn các chị ạ. Siêu bông và siêu dày thấm hút nước cực tốt cho các chị. Lên hộ em luôn là khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại này. Khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại cho em ạ. Tất cả mức giá em áp dụng cho các chị là 49.000 đồng một khăn. 49.000 đồng một khăn của khăn tắm Hàn.
Chốt mã hộ em luôn là khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em 49.000 đồng. 49.000 đồng một khăn. 49.000 đồng một khăn tắm Hàn. Lên mã lên đơn cho em luôn là khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại cho em. Lên mã lên đơn cho em luôn là khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại cho em 49.000 đồng một cái. Đây ạ, kích thước của nó là 70 x 1m4 ạ. Chị nào lấy em còn bằng này cái là thôi nhá các chị nhá. Thôi xin phép là hết mã này là tổng thôi. Không có like, không có về thêm nữa rồi. Được chưa ạ? Chị nào lấy khăn tắm Hàn chốt hộ em với ạ, là khăn tắm Hàn cộng số điện thoại, khăn mặt còn không ạ? Khăn tắm Hàn hai cái em chốt cho chị Võ Ái, ok, hàng nó xịn xò như này này. Được chưa? Lên mã lên đơn cho em luôn là khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại cho em. 49.000 đồng một chiếc của khăn tắm Hàn. Khăn tắm Hàn chị Bảo Yến em chốt đơn ạ. Lên mã hộ em với ạ, là khăn tắm Hàn cộng số điện thoại bao đơn rồi đấy. Khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại cho em với ạ. Rồi ạ, chốt phao hip hop rồi, mọi người lên mã hộ em luôn là khăn tắm Hàn cộng số điện thoại cho em. 49.000 đồng một cái, 49.000 đồng một cái của khăn tắm Hàn. Chị nào chốt khăn tắm Hàn lên hộ em là khăn tắm Hàn. Dạ ok chị Huỳnh Mỹ Tường em chốt đơn của khăn tắm Hàn. Mình lên đơn hộ em với là khăn tắm Hàn và cộng số điện thoại xem là còn cái mã gì để thanh lý nhỉ. Quần tất 6S 3D hết chưa? Sao lại sót ở đây một cái áo xịn bị bom về à? Mẹ a nhà nó. Mã cho em luôn, khăn tắm Hàn em chốt cho chị Phạm Trang ok chị này. Lên mã này cho em luôn là gì nhỉ? Các chị ơi, áo xịn lam và cộng số điện thoại. Con áo này em khẳng định mọi người luôn, mọi người mua ngoài tiền triệu trở lên, không bao giờ có tiền triệu trở xuống. Được chưa? Cam kết các chị, con này các chị mua bên ngoài tiền triệu trở lên. Các chị xác định mình đặt được cho chồng, mình đặt được cho ông nội, ông ngoại mình hẵng chốt. Đừng đặt cho nó sang mồm nhá. Đây ạ, hàng này nhà em bao nhiêu chị chốt, em không có hàng đây ạ. Mặc nó nhẹ như không luôn. Em nói luôn các chị, nó lép cứng luôn. Cái áo phao này em thanh lý lốt 450.000. Nghe được điện thoại, xác định mình đặt chốt đơn, mình hẵng chốt. Con này bây giờ còn size gì đây? 70 cân đến 75 cân. Không có size bé hơn và không có size to hơn. Em còn đúng một cái. Chốt mã áo lam xịn cộng số điện thoại cho em. Cái áo này em lấy cho ông anh trai em một cái. Đúng màu rêu luôn. Mã áo lam xịn và cộng số điện thoại cho em. Được chưa? Áo lam xịn và cộng số điện thoại cho em 450.000 một cái. 450.000 một cái áo lam xịn nhá. Các chị nhá, 450.000 một cái áo lam xịn. Mình lên đơn hộ em luôn là áo lam xịn và cộng số điện thoại cho em. Mình lên đơn hộ em luôn là áo lam xịn và cộng số điện thoại cho em 450.000. 450.000 của một cái áo lam xịn. Cái thắt lưng thắt nủng là hết rồi đúng không? Áo hồng đằng sau là 149.000 đồng. Dạ ok, Y26, T26 chị Mai Phương ơi, em chốt đơn. Mã lên đơn là áo nam xịn 450. Cái đấy các chị mua ngoài triệu mấy luôn, trên triệu chứ không bao giờ có triệu dưới triệu đâu ạ. 450.000, mọi người lên mã là áo lam xịn và cộng số điện thoại cho em. Chợ lên đầu em luôn là áo lam xịn và cộng số điện thoại em chốt đơn. Rét quá mọi người. Rét nhỉ các chị, tối đến rét ghê cơ. Eo ơi. Áo lam xịn cộng số điện thoại cho em. Để cho ủ tóc quá chị. Cho chị xem áo cọc 29 của bé đi á chị. Áo cọc 29 em không còn hàng đâu chị ơi. Còn ít thôi, mẫu đấy hôm trước bán dã rời. Có những chị chồng em đếm kiểm đơn ấy, bảo có những chị mua 10 cái mà. Chắc là em đoán các chị mua làm quà cho bé về quê ấy. Là cái mẫu đấy em bán hết rồi. Cái mang áo 29 thì em còn ít lắm. Lên ngày mai các chị lại không đủ chốt, em buồn. Lên làm sao để ngày mai các chị có đơn để các chị đi thôi nhá. Ok chị. Rồi bây giờ em còn ít của mã này. Chốt em luôn là khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại này. Lên mã cho em luôn là khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại. Quần tất 6S cũng hết hàng này. Khăn mặt Hàn ạ, cộng số điện thoại cho em ạ.
khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em ạ. 65.000 đồng, à 39.000 đồng ạ. Một set của em là 5 chiếc khăn mặt Hàn. Mình mua về cả nhà dùng. Tết nhất ông nội, ông ngoại sang thăm hay là anh em bạn bè đến chơi là có luôn. Chốt cho em luôn là khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em. 39.000 đồng các chị nhá, 5 chiếc ạ. 39.000 đồng của em là 5 chiếc khăn mặt Hàn ạ. Mình lên mã cho em là 5 khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em với ạ. 39.000 đồng 5 cái ạ. Áo cộc tay bé trai, dạ em không có hàng đâu chị ơi. Áo đồ cộc nhà em bây giờ còn cả set đấy chị. Chị nào chốt khăn tắm khăn mặt Hàn lên đơn cho em luôn là khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em ạ. Ôi chị thế à, chị trên mặt trời bé con kìa, bảo gì kìa. Thế chiều chơi trang không check tài khoản à? Chắc bận quá này, chị như nào nhỉ? Đơn của chị chuyển khoản này. Chị mặt trời bé con đơn đi chưa? Khăn mặt Hàn cho em xin cái sổ sổ ghi đơn ở đây nào em. Khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em ạ. Đấy, không mặc quần tất đến tầm này rét chân quá các chị này. Rét chân quá này. Lên em luôn là khăn mặt Hàn cộng số điện thoại cho em. Chị mặt trời bé con chắc đi đơn rồi. Nếu mà lỗ tài khoản là nhà em cứ thấy đi đơn rồi các chị. Các chị bắn tiền về mới gọi điện cho mọi người bảo các chị giục các chị để các chị chuyển tài khoản đi để đi đơn nha mọi người. Phải đi đơn rồi không? Bộ bé trai nhà em hết hàng rồi chị. Bộ bé trai nhà em hết hàng rồi ạ. Các chị lên mã cho em là khăn mặt Hàn nhá, cộng số điện thoại cho em nhá, 39.000 đồng 5 khăn nhá. 39.000 đồng 5 khăn mặt Hàn nhá. Chốt cho em luôn là khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em. Khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng một set cho em là 5 chiếc khăn ạ. Một set cho em là khăn 5 chiếc khăn ạ các chị ơi. Hả? Đi đơn rồi chị ơi, chị mặt trời bé con ơi, thế là nhà em nhận được tiền của mình rồi nhá. Chị ơi, nhà em nhận được tiền của mình rồi và em cho đơn của chị đi rồi ạ. Khăn mặt Hàn và em chốt chị Phương Nguyễn có ạ, chị Trần Thị Yến em chốt đơn này. Lên hộ em là khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em với ạ. Khăn mặt Hàn và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá chốt trên live cho mọi người là 39.000 đồng ạ. 5 chiếc khăn mặt Hàn. 39.000 đồng 5 chiếc khăn mặt Hàn ạ. Áo sky lốt cho mọi người, mã này còn nguyên hồng à. Em đi đơn cho mình rồi đấy. Tức là ví dụ như là nhà em không thấy các chị bắn tiền ấy, các chị bảo các chị bắn tiền mà nhà em không thấy lỗ tài khoản ấy, thì nhà em sẽ gọi lại báo các chị là các chị đi đơn nhá. À, bảo các chị là xem kiểm tra lại hoặc là bảo các chị là bắn tiền đi để bên em đi đơn hàng đấy ạ. Rồi cái mã này mọi người lên đơn trong luôn là gì nhỉ? Comment hộ em mã là Y28 cộng số điện thoại cho em với ạ. Áo sky cho bé, mẫu này là đủ size đúng không? Áo em mặc có đủ màu chị ơi, áo em đang mặc có màu lâu, màu sữa, màu xanh, màu đen chị ạ. À. Em đang xả 99.000 đồng đấy chị. Các chị lên mã này cho em trang là gì? Y28 và cộng số điện thoại cho em ạ. Full size cho các con từ 20 cân đến size 35 cân. Em bán nốt các chị 159.000 đồng của Y28 này. Chốt em luôn là Y28 cộng số điện thoại cho em, cái dáng của nó đẹp lắm. Cái dáng áo sky của nó đẹp cực kỳ luôn. Mã hàng Y28 cộng số điện thoại cho em này. Y28 cộng số điện thoại giúp em. Y28 và cộng số điện thoại cho em, găng tay, găng tiếp còn cái gì không? Y28 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá em chốt trên lại còn mỗi màu đúng một cái. Mẫu này em còn mỗi màu đúng một cái. Chốt cho em mã này luôn là Y29 này. Y29 mỗi màu em còn đúng một cái của mã này. Chị nào lấy cái mã này của nó là chất len. Cái này của em nó là chất len, hàng dày đấy, hàng ấm ạ. Các chị lên cho em mã này là Y29 cộng số điện thoại cho em với này. Y29 cộng số điện thoại cho em nhá. Em chốt nốt cho các chị 165.000 đồng của Y29. Chị nào lấy mã này lên mã cho em luôn là Y29 và cộng số điện thoại. Gì đấy? Hả? Hả? Y29 và cộng số điện thoại cho em. Hả? Cái gì mà? Lên cho em là áo len này, áo len cổ sơ mi hàng Quảng Châu này, chốt lốt cho em Y29 và cộng số điện thoại giúp em. Đây ạ. Cố mấy hôm nữa đi làm cái tóc cho nó xịn sò tí nha mọi người. Tóc dạo này nó đang chổng hết cả lên rồi. Lên cho em là Y29 và cộng số điện thoại cho em này. Y29 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Mức giá em chốt cho các chị là 165.000 đồng một cái nhá. 165.000 đồng một cái của Y29 ạ. Mình comment của em là Y29 màu lâu này. Em có Y29 màu lâu ạ. Em có Y29 của màu xanh ạ. Các chị lên mã của em là Y29 và cộng số điện thoại cho em ạ. 165.000 đồng. Cho em xem áo xanh nhá. Y16 là phông nữ hình con khỉ à? Phông nữ nhỉ á? Phải Y16 là phông nữ không? Chị Bích Nguyễn ơi, cái Y14 của em mới là cái áo phông mà có màu cam màu trắng em để đằng sau này 5.000 đấy. Còn cái mã này các chị lên là Y bao nhiêu đây, đọc mã em quên rồi.
Y29 màu xanh em còn một cái, màu lâu em còn một cái, màu cam hình con chuột em còn một cái. Được chưa? Tất cả mã này Thanh nghĩ 165.000 đồng. Nhà người ta bán mã này không có dưới 200 nha các chị ơi. Màu này của em là màu lâu này, nâu nâu giống cái mã này. Y29 cộng số điện thoại cho em. 165.000 đồng của Y29 ạ. Các chị gái lên hộ em là Y29 và cộng số điện thoại cho em 165.000 đồng ạ. 165.000 đồng của Y29 nhá. Chốt hộ em với ạ. Y29 cộng số điện thoại cho em ạ. Y29 và cộng số điện thoại cho em ạ. 165.000 đồng. Em có màu xanh, màu cam ạ. Màu lâu ạ. Các chị lên mã của em là Y29 nhá mọi người. Xem là Y28 á. Y28 là cái gì? À Y28 là cái Pasta Sky này phải không? Đây ạ. Y28 của em đây chị ơi. Y28 của em đây ạ. Mọi người ơi, lát nữa mọi người có thể tua lại like để xem lại like nhá mọi người nhá. Xem lại like. Ưng mã sản phẩm nào các chị comment mã sản phẩm kèm số điện thoại. Cho em xin cái áo hình con chuột màu đen màu lâu ở đây nào. 62 cân vừa không ạ? Dạ mã này của em vừa thoải mái luôn chị ơi. Mã này của em là vừa ạ. Anh, cho em xin cái áo phông hình con chuột đây lốt cho xong nào. Ơ nhỉ? Ơ. Rồi ạ, lên cho các chị Y30 này. Y30 kèm số điện thoại cho em này. Áo nam này em còn 3 cái. Áo len nam còn 3 cái của mã này. Thanh Nhìn lốt 130.000 cho nó gọn. 130.000 đồng cho nó gọn của mã này. Lốt cho em Y30 và kèm số điện thoại cho em. Áo len nó sẽ không có size nhưng mà nó sẽ có form nha các chị gái. Áo len thì nó sẽ không có size nhưng mà nó sẽ có form cho các chị gái luôn. Lên đơn cho em mã luôn là Y30 cộng số điện thoại cho em. Y30 cộng số điện thoại cho em màu xanh dương này. Em xả luôn các chị 130.000. Màu này của em là Y30 màu xanh dương cho em với ạ. Và Y30 em có màu gì ạ? Y30 em có màu cốm ạ. Trang người vừa xinh mặc gì cũng đẹp nhỉ. Em cảm ơn chị ạ. Lên cho em mã này luôn là Y bao nhiêu đây nhỉ? Y30 kèm số điện thoại cho em ạ. Mọi người cứ khen thôi chứ còn em cũng bình thường mà. Em thấp thôi mà các chị. Đó, các chị lên cho em mã này luôn là Y30 và kèm số điện thoại. Các chị nhận hàng nó sẽ đẹp hơn ở trên live ấy. Tại vì là ngày trước em sử dụng đèn live thì nó sẽ ánh sáng, nó sẽ lung linh hơn. Nhưng mà năm ngoái, bằng tầm này năm ngoái em sử dụng đèn live. Em sử dụng đèn live được mấy tháng ấy thì cái da của em nó sạm nhiều quá các chị ạ. Da của em kiểu như nhìn vào ánh sáng nó sạm nhiều quá. Xong là da của em nó mỏng. Mắt của em nó yếu đi quá. Thế là em phải dừng đèn live luôn. Và bây giờ em chỉ sử dụng đúng hai bóng đèn, một bóng trước này của các chị này. Một bóng trước và một bóng sau như này này. Đấy, thì là em sử dụng có hai cái bóng đèn thôi. Nên là các chị yêu nhận hàng ấy, các chị sẽ thấy một điều là nó sẽ đẹp hơn ở trên live đấy. Nhiều cái các chị bảo ô em trang live nó không đẹp như này đâu. Em không sử dụng đèn live như nhà người ta đâu. Em không nhìn được ấy. Em không nhìn được vào ấy, không hiểu sao ấy. Nó chói kinh khủng luôn. Y28 bao nhiêu cân vừa thì Y28 là cái gì nhỉ? À áo Pasta Sky đấy của em là từ 20 cân đến 35 cân ạ. 20 cân đến 35 cân. Còn chị nào thích mã này chốt sang đây cho em. Y142 áo. Dạ ok chị Bích Nguyễn ạ. Lên số điện thoại cho em với ạ. Chị Bích Nguyễn ơi, nó sẽ có hai dáng. Anh ơi, anh ghi cái của Y14 nó sẽ có hai dáng nhé. Một dáng là chốt đến 58 cân. Còn một dáng xuông xuông là sẽ chốt đến 65 cân nhé. Cái mã này các chị lên đơn cho em mã này luôn. Y30 bao nhiêu cân mặc được? Y30 em đọc chưa nhỉ? Y30 là cái gì? Y30 là áo len này này. Quên mất chưa đọc cân nặng ạ. 65 đến 75 cân. 65 đến 75 cân. Chốt Y30 kèm số điện thoại cho em. Y30 kèm số điện thoại cho em với ạ. Em có màu xanh dương với màu xanh cốm. 130.000. 130.000 của Y30. Chị nào lấy Y30 lên Y30. Áo em mặc các chị chốt thoải mái đến 58-60 cân nhá. Áo len này nó không có size nhưng nó sẽ có form cho chị em mình nhá. Áo len nào 130 lốt. Rồi cái này các chị lên đơn là Y31 cho em này. Y31 hiện tại em Trang đang có hai màu ạ, màu lâu cho em ạ và màu đen cho em này. Chị nào lấy Y31 lên đơn của em luôn là Y31 64.000 đồng một cái ạ. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em ạ. Cái này là form suông ạ, free size ạ, 45 cân đến 65 cân đổ về cho em với ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn của em luôn là chất nó đẹp lắm cả nhà ơi. Nói chung hàng này xịn lắm luôn, hàng này không xịn là sang năm khỏi bán luôn ấy. Các chị nhá, sang năm khỏi bán luôn ạ. Cái này nhập về để sang năm mới bán mà, chả qua năm nay em cứ bán trước cho các chị miền Nam này, miền Bắc này. Chị nào miền Bắc cứ chị cứ mua đi. Vì là bây giờ em bán trái vụ thì em bao giờ em giá của em cũng mềm hơn. Thứ hai nữa là ví dụ như mà Tết nó có lánh nóng ấy thì chị em mình mặc cũng thoải mái luôn. Lên cho em mã này luôn là Y31 nhỉ. Y31 cộng số điện thoại em có hai màu lâu với cả đen nhá. Giá cho các chị luôn là còn 64.000 đồng của Y31. À cho em cái Y30 rồi. Ok chị Khánh Nam. Y30 đẹp mà. Em xả lốt 130.000. Y31 cộng số điện thoại cho em. Cái quần nhung của bé gái này còn size gì?
Nhung bé gái còn size gì? 16 cân đến 25 cân. Lên đơn cho em quần Nhung bé gái này 16 đến 25 cân, chốt cho em mã này đi. Thì là chốt mã này lên đơn cho em luôn 10, 16 á. 16 đến 25 á. Y31 cho chị Phạm Trang, ok chị ạ. Lên mã này cho em luôn là Y32 cộng số điện thoại cho em này. Cái Y31 đến mặt đẹp lắm. Chị nào lấy mã này lên điên Y32 cho em ạ. Có từ 16 cân ạ, 16 đến 26 cân em xanh ní lốt các chị này. 75.000 đồng quần nhung nhá, quần nhung cho bé gái ạ. 75.000 đồng mã hàng Y32. Y30 của em là giá là 130.000 phải không? Áo len ấy. Rồi các chị lên mã này cho em luôn là Y32 và cộng số điện thoại cho em này. Y32 và cộng số điện thoại cho em ạ. 75.000 đồng một cái. 75.000 đồng một cái cho em với Y32 cộng số điện thoại cho em màu đen màu lâu, size đến 25 cân. Phao cho bé trai 22 cân đã chị, em chỉ còn cái phao của phao hip hop vậy thôi chị Thành Nam. Phao hip hop của em là mã phao gì nhỉ? Em chỉ còn phao với gió thôi. Phao với gió lót lỉ thôi. Phao hip hop của em là mã Y20 ấy chị. Y20 xả luôn là 168.000 đồng. Y31 rồi, ok chị Bích Nguyễn em chốt đơn. 64. Em bảo mọi người nhá, tí nữa các chị có thể tua lại like nhá. Cái mã áo phao đấy thì không biết là em ném ở đâu rồi đây này. Đây phao hip hop cho bé trai như này. Đây này chị ơi, em chỉ có cái mã phao này nữa này. Chị Thành Nam ơi, em có cái phao này này. Trước em bán là 188.000 đấy. Phao siêu nhẹ, mã này lên đơn là Y20 cộng số điện thoại cho em ạ. Rồi ok chị Đông Nguyễn ạ, lên đơn cho em mã này luôn là Y20 cộng số điện thoại này. Y20 cộng số điện thoại cho em với. Em có màu xanh màu đỏ nhá, màu xanh màu đỏ ạ. Chị nào lấy cái mã lên đơn là Y20 cho em 168.000 đồng. Y20 168 nhá mọi người. Còn một ít cái phao, cái di lê dán di này xả lốt 100.000 lốt cho các chị này. Size 10 cân, à size từ 10 cân đến 14 cân đúng không? Mà size từ 8 cân đến 14 cân, chốt cho em mã này luôn là Y33. Y33 cho em với, em thanh nhí lốt các chị 100.000 đồng. Hàng Quảng Châu Y33 cộng số điện thoại. Hả? 8 đến 16 cân ạ. Y32 là quần nhung. 8 đến 16 cân cho em mã này, cứ ngồi mà chơi. Mã này các chị lên đơn cho em luôn là Y33 cộng số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Xả lốt 100.000. Y20 rồi, ok chị Thành Nam. Y20 của nó đây này có mấy màu cơ. Đây. Y20 đây. Y20 mẫu này trước em bán 188.000 mà các chị 188 mà bây giờ em sale cho các chị còn 168.000. Đấy, sale cho các chị còn 168.000. Đấy, nó lên cho các chị chọn cho nó thoải mái. Chạy lên cho các chị chọn cho nó thoải mái. Nhung bé trai là 75.000, nhung bé gái chứ. Lên quần bé trai đi Trang. Đây chị ơi, tiếp tục này. Cái quần bò này còn size 20 cân đến size 25 cân nhá. 20 cân đến size 25 cân. Tất cả cái bò này của em nó là bò chất bò cốt tông mềm, không có mùi hôi và co giãn nhiều. Lưu ý cho em ạ, mềm ạ, co giãn thoải mái ạ. Giá nốt cho các chị 95.000 đồng ạ. Size từ 10 cân đến size từ 20 cân đến 25 cân. Còn size to nữa không? Thế là chị Nguyễn Mơ có cần phải đổi lại không ạ? Chắc là nó theo tùy size, nó theo form đấy, may form ấy chị. Thông cảm cho em nhé, nếu mà ngắn quá mà bé không mặc được thì gửi lại em đổi hàng lại cho mình nhá. Rồi các chị lên mã này cho em luôn là gì nhỉ? Y34 cho em 20 đến 25 cân. Còn mỗi size 20 đến 25 cân thôi à? Thế thì thanh ní lốt 89.000 đồng đi. Còn hai cái từ 38 đến 45 cân. Các chị nghe rõ size này, Y34. Em còn size nhá, còn size từ 20 cân đến 25 cân. Và em chỉ còn có hai cái từ 38 đến 45 cân thôi. Lên em thanh ní luôn 89.000 đồng. Y34 cộng số điện thoại cho em. Cái page bên này xin phép các chị này em không đọc tên nhá. Ngày mai các chị vẫn có đơn. Y34 cộng số điện thoại cho em ạ. Mức giá em chốt cho các chị là 89.000 đồng. Phao di lê 100.000 đồng nốt. Y34 cộng số điện thoại cho em. Cho Y34 cộng số điện thoại cho em. Cái mẫu quần nhung này đẹp mà. Quần nhung này đẹp lắm. Mặc ấm các chị ạ, mùa đông này mặc các chị khỏi nghĩ luôn. Quần bé trai 37 cân đấy chị. Đấy 37 cân thì còn một cái đấy, 37 đến 45 33 38 45 cân còn một. Còn cái quần xịn kia không? Đây em còn một cái mẫu quần xịn của bé trai nhá, lốt cho các chị 139.000 đồng. Được chưa ạ? 139.000 đồng. Chết thôi, em lười uống nước quá. Áo khoác vừa cầm lên của em là có size từ 20 cân. 20 cân đến size 20 cân đến size 40 cân. Quần xịn lên là mã mấy đấy? 35. Mã là Y35 tiếp.
Tao lại lời ông đưa ra man luôn. Rồi, lên cho các chị mã này luôn này, Y35 cộng số điện thoại này. Y35 cho em ạ, có từ 28kg đến size 40kg đổ về ạ, đẹp lắm ạ. Tất cả cái quần này của em nó là quần dạ, em dơ lên là các chị nhìn thấy biết rồi đúng không? Comment cho em mã này luôn này, Y35 cộng số điện thoại cho em với ạ. Bên trong của nó toàn bộ lót nhung này, 139.000 đồng. Bên trong của nó toàn bộ lót nhung như này, 139.000 đồng. Chốt cho em mã này luôn này, Y35, phải không nhỉ? Y35 cộng số điện thoại cho em ạ, 28 cân đến 40 cân, chốt mã Y35 cộng số điện thoại nhé. Y35 139.000 đồng. Y35 139.000 đồng ạ, các chị lên mã của em luôn là Y35 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y35 và cộng số điện thoại cho em với ạ, 139.000 đồng. 139.000 đồng của Y35, mình lên mã của em là Y35 cộng số điện thoại nhé, 139 cho em với này. 139.000 đồng cho em với Y35 và cộng số điện thoại cho em. Y35 và cộng số điện thoại cho em với 139.000 đồng, đẹp lắm, size đủ size luôn. Đủ size từ 28 cân đến 40 cân, Y35 và cộng số điện thoại cho em. Y35 và cộng số điện thoại cho em nha. Ơ thế chị Thu Thủy Lê đấy sang, chị vợ anh Hậu đấy sang lấy quần tất chưa? Ôi thế thì lại hết quần tất rồi còn đâu nữa. Ôi, nghỉ thôi mọi người ơi. Còn chị nào muốn hỏi thêm gì không? Áo khoác hồng treo trên dạ có 26 cân của màu đỏ à? Màu áo có 26 cân của màu vàng ơi chị ơi. Y35 cho chị Huyền giá em chút đơn ạ. Chị Vũ Thị Hương ơi, bây giờ em chỉ còn của màu đỏ à, màu vàng là còn 26 cân thôi. Cái áo sky còn cái mẫu nào không nhỉ? Ôi hết rồi. Trời ơi. Cả ngày hôm qua cả ngày hôm nay không sang lấy, em chịu chị luôn thật đấy. Hôm trước cái chị Trang ấy nhỉ, mợ Trang ấy nhỉ. Mua bao nhiêu cái xong rồi mua hộ nhân viên nhà mợ, nhiều nhân viên ấy. Xong là thấy chắc thấy mặc đẹp mặc dai ấy. Hôm nay toàn lên lấy hộ mỗi hôm 2-3 cái thôi. Ôi mấy hôm nay bận quá. Em may quá em để lại được 2 cái rồi. Em để lại 2 cái, hôm qua em mặc 1 cái còn 1 cái. Em để lại Tết em mặc, không cả Tết nó lạnh nhá. Y35 cho chị Thiêm Nguyễn Thị ok ạ, kiểm tra đơn hàng dạ ok chị Phạm Trang ạ. Rồi mọi người ơi, mọi người còn muốn hỏi gì không? Mọi người còn muốn hỏi gì không? Em nghỉ đây. Không có áo lỉ bé gái dạ em không có ạ. Dạ ok chị Đông Nguyễn em chốt đơn ạ. Ai mà biết được, em tưởng những lúc em ngủ, em tưởng những lúc em ngủ với cả những lúc em không ở nhà thì chị sang lấy hàng rồi biết đâu. Áo 29k gì? Nhưng mà áo 29k em vứt xuống đâu rồi không? Ngày mai em chụp cho chị một lèo nhá. Ngày mai em chụp cho chị một lèo, chị ưng cái nào chị lấy nhá. Áo phao cho bé trai 33 cân ạ. Phao cho bé trai 33 cân nhà em chỉ có mỗi cái phao hip hop đấy thôi chị ơi. Y35 em chốt cho chị Trịnh Thịnh Minh ok chị ạ. Chị Vũ Thị Hường ơi, hồng em hết hàng rồi chị. Hết hàng rồi ạ. Bây giờ em chỉ còn màu vàng của size 26 cân thôi. Màu vàng của size 26 cân ạ. Hàng đấy hết rồi. Mà vã đấy em về mấy hôm rồi mà. Chị ơi, cái mã phao hip hop của nhà em là Y20 đấy chị. Mã phao hip hop của nhà em là Y20 đấy chị. Quần lỉ bé trai là mã bao nhiêu ạ? Chị ơi, quần dạ bé trai này của em là quần dạ bé trai này của em là Y35 ạ. Giá là 139.000 đồng ạ. Được chưa? Y35 cộng số điện thoại cho em với ạ. Đây ạ, cái áo hip hop của em đây là Y20 này chị này. Y20 là phao hip hop cho bé trai ạ, đủ size cho các con từ 20 cân đến 40 cân ạ. Còn áo khoác hoa cúc của bé không? Áo khoác hoa cúc là mã nào nhỉ? Áo khoác hoa cúc là mã nào nhỉ? Ngày mai chị cứ bảo nhân viên nhà em là chị Trang, chị bảo là chụp cho chị giải một lèo ra đấy nhá. Chụp cho chị một cái đấy cho em. Kiếm quần bé trai 50 cân ạ. Quần bé trai 50 cân phải chốt ra hàng người lớn thôi chị ạ. Đây. Cái mã phao hip hop này của em ạ. Hồng sau lưng có 25, có không, bây giờ chỉ có mỗi vàng thôi chị. Chỉ có mỗi vàng là có 25 cân thôi. Đây ạ, các chị lên mã này cho em là Y20 này. Giá là 168.000 đồng của Y20 này. Đủ size từ 20 cân nhá. Đủ size từ 20 cân đến size 40 cân. Cái hồng 24 cân cũng được, 24 cân thì tầm 7 tuổi thôi anh nhỉ. Cái màu hồng này, màu hồng còn size số 4 này thôi ông Đức. Bây giờ thế thì màu chỉ còn mỗi màu vàng thôi, chỉ có mỗi màu vàng thôi, màu hồng cũng không được. Màu hồng chỉ tầm 20 cân đổ về, mua năm nay thật ra một cái áo phao các chị mua bây giờ các chị mua về mặc vừa jean quá cũng không được. Mua sang năm còn mặc. Áo phông hoa cúc của bé ý chị. Áo phông hoa cúc của bé, áo phông hoa cúc là mã nào nhỉ? Chịu rồi. Em chịu rồi chị ạ, à. Em không nhớ được hết đâu chị ơi.
Chắc là hàng lẻ đấy chị. Khoác đỏ có 24 cân không ạ? Không ạ, em chỉ còn đúng màu vàng thôi. Mẫu đấy của màu vàng là còn 24 cân. Thôi em nghỉ đây chị ơi. Màu hồng mình còn những cái mẫu pasca mẫu cũ được không? Đây thế thì cái mẫu 24 cân rồi em chỉ còn mẫu Sky này thôi, 159.000 đồng này thôi, nhưng mà chị lại thích cái dáng đấy. Mẫu Sky này được không chị? Đây mẫu này của em thì từ 20 cân đến 35 cân này. Để cho chị dồn đơn luôn á, chị ok chị mà chị Y Hương em chốt đơn ạ. Kiếm cho chị cái quần bò con gái. Dạ em không còn quần bò con gái đâu chị. Quần bò con gái bây giờ em hết sạch sẽ rồi ạ, không về ạ. Chị ơi da riêng nhá, da riêng em bán tiếp nhá. Quần bò dài thì xin phép các chị yêu là da riêng em bán tiếp nhá. Đây chị, còn cái mã Sky này được không? Mã Sky của em là Y28 hay sao ấy phải không? Y28 cho em ạ, 20 cân đến size 35 cân ạ. Giá là 159.000 đồng của Y28 ạ. Nhưng mà các chị cũng không thích, khổ ghê. Y28 và cộng số điện thoại cho em. Y28 và cộng số điện thoại cho em. Chốt cho chị cái hồng đó, chị Vũ Thị Hường đấy cái hồng á. Y28 chị ơi lấy mã này lên Y28 này. Đẹp chưa? Y28 này có một cái mẫu này là rút dây. Cái rút dây này có nhiều không đấy? Hả? Một cái, thế này lên mã khác đi. Y bao nhiêu rồi, đến Y bao nhiêu rồi? Y36, cái này đến 25 cân đổ về, 20 đến 25 cân. Chốt Y36. Một cái. Áo vàng bao nhiêu tiền? Áo vàng thì là 149.000. Còn áo này là 159. Cái mã này em còn một cái xinh quá mọi người này. Trời ơi, con này các chị mua ngoài 200 mấy luôn. Chốt cho em mã này là Y36, đúng một cái duy nhất thôi. Ui, đẹp chưa? Y36 cho em đẹp nhỉ? Y36 cộng số điện thoại. Dạ ok chị. Dạ ok chị Thành Nam, nên số điện thoại đi tình yêu ơi. Mã này các chị yêu lên đơn cho em mã này luôn là Y36 cộng số điện thoại cho em này. Y36 cộng số điện thoại cho em ạ, 159.000 đồng. 159.000, hình như cái mẫu này còn một cái màu vàng ấy. Y36 20 đến 25 cân, đẹp chưa? Tầm 7 tuổi trở lên nhá, 6-7 tuổi trở lên. Rồi em nghỉ nhá mọi người. 159.000, em bảo các chị này, chị nào mình muốn chốt mã sản phẩm gì ấy thì các chị các chị ơi, muốn chốt mã sản phẩm gì ấy, tí các chị xem lại like cho em nhá. Muốn chốt mã sản phẩm gì tí các chị xem lại like cho em với ạ. Ưng mặc áo em mặc các chị, áo em mặc là Y29 phải không? Áo em mặc là Y29 ạ, mọi người lên là Y29 cho em. Được chưa? 165.000, chất len này không bao giờ xù nhá, chất len này không bao giờ xù luôn. Các chị ơi, tí nữa mọi người em đăng like ấy. Y36 cho chị Vũ Thị Hường, ok chị. Chốt thêm chip mà chốt thêm khăn mặt hàn không chị? Khăn mặt hàn đi kèm vào đơn nữa các chị này, 39.000 đồng 5 khăn. 39.000 đồng một set của em là 5 chiếc khăn ạ. Bây giờ em còn thảm không? Còn nguyên thảm của hay mét 2, chị nào dùng giường mét 2 hoặc mình có thể mua biếu ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, tại vì các ông bà hay làm giường 1 ấy. Hoặc chị nào có nhà có giường 1 em tặng cho 88.000 đồng cho em cái thảm đó đây. Em nhập toàn 100 bao nhiêu tiền đấy các chị ạ? Bây giờ em tặng các chị lốt 88.000 đồng con mượn là thảm mét 2 cộng số điện thoại cho em. Con mượn là thảm mét 2 cộng số điện thoại này. Cái này các chị lên đơn cho em luôn là khăn mặt hàn và cộng số điện thoại cho em. Lên hộ em luôn là khăn mặt hàn và cộng số điện thoại giúp em. Được chưa ạ? Khăn mặt hàn và cộng số điện thoại cho em với ạ. Em chốt đơn cho mọi người với mức giá là còn 39.000 đồng ạ. 39.000 đồng 5 cái khăn mặt hàn. Nhá, rồi ok chị Y36 2 cái, ok chị ạ. Bộ bé trai 33-35 cân nhà em không có bộ đâu chị ơi. Nhà em không có bộ. Nhưng mà cái Y36 của em thì nó có mỗi cái hả chị? Thế lấy một cái Y36, một cái mã Sky Y28 được không? Lấy một cái Y26, Y36, một cái Y28 được không chị? Chứ bây giờ mà chị chốt Y36 2 cái là nhà em lại không có đâu. Đây này, em còn một ít thảm của mét 2 này. Lên đơn cho em là thảm mét 2 cộng số điện thoại. Áo em đang mặc còn không còn chị. Áo mặc là Y29. Lên cho em là thảm mét 2. Eo ơi các chị ơi, 88.000 đồng. 88.000 đồng của thảm mét 2. Mét 2, thảm mét 2 cộng số điện thoại cho em với 88.000 đồng. Hình con yêu xanh này. Hình này của em là hình dây tím này, hoa dây tím này, lên thảm mét 2 cộng số điện thoại cho em. Hình này của em là hình LV ạ, lên hộ em luôn là thảm mét 2 cộng số điện thoại cho em 88.000 đồng ạ. Hình này của em là hình hoa ly ạ. Các chị ơi comment hộ em mã thảm mét 2 cộng số điện thoại. Nhiều khi là mình giải dưới lền ấy cho con ngồi chơi. Nha, giải dưới lền cho con ngồi chơi, khách hứa đến nhà chơi ấm vừa sạch. Comment hộ em luôn là thảm mét 2 và cộng số điện thoại, em xanh thanh lý lốt 88.000 đồng. Hôm nay em thanh lý rất nhiều mã nhá, lên là tí nữa các chị có thể tua lại like.
tua lại like. Rồi mọi người ưng mã sản phẩm nào, thế thì comment cho em là Y28 một cái và một cái Y3. Y28 đi chị ơi, comment cho em luôn là một cái Y28. Một ngày mai nhân viên nhà em nó lại không nhớ mã nào, nó lại báo hết hàng thì chết. Chị ơi lên cho em mã đi, lên cho em mã là Y28 đi, khổ. Y28 cho em với, không ngày mai nó lại báo hết hàng thì chết. Nhiều khi là các bạn cũng không trách được các bạn, vì hàng nhà mình bán đến hàng nghìn mã ấy các chị. Nói chung là từ đồ gia dụng đến giày dép quần áo các bạn không nhớ được hết đấy mọi người. Nhiều khi là các chị cứ không nhớ là ngày mai các bạn ấy lại báo, các bạn lại nghĩ sang cái mã đầu chuột hay là nghĩ sang cái mã đầu nào, các bạn lại báo hết hàng thôi, lại không có hàng, trong khi em mất công like rất là mệt. Mọi người lên mã đấy cho em là Y28 với. Lên của em là Y28 và cộng số điện thoại nhá. Rồi bây giờ em sẽ xin phép tặng thêm một phần quà nhỏ nhỏ nữa cho các chị này. Tặng thêm một phần quà nho nhỏ nữa cho mọi người. Em xin phép là tặng một đôi giày cho bé nhá. Ví dụ như là đây em tặng, em bán nốt mã này rồi tặng một đôi giày cho bé cho chị nào còn ở trên này. Các chị mua làm quà tặng cho em cũng đẹp ạ. Con giày, mã giày này của em từ 27 cho đến size 30 mấy nhỉ. Giày này này, tất cả mã này cứ lên cứ đen là được. 27 đến size 31 chốt cho em mã này là y bao nhiêu? Thảm mét 2 dạ ok chị Thiêm Nguyễn Thị em chốt đơn ạ. Có 88.000 đồng một cái thôi. Cái này lên đơn là y bao nhiêu? 36. Y36 cộng số điện thoại. Y36 cộng số điện thoại lốt này 69.000 đồng cả nhà ơi. Dạ ok chị gái luôn ạ. Khăn mặt hàn rồi. Ok chị Vũ Thị Hường em chốt đơn ạ. Thảm mét 2 chị Thiêm Nguyễn Thị ok chị này. Lên cho em mã này luôn là gì ạ? Y36 cộng số điện thoại cho em. Y36 và cộng số điện thoại cho em với ạ. Đủ size cho các bé từ size 27 đến size 31 ạ. Toàn bộ hàng siêu nhẹ cho em này. Toàn bộ hàng này của em là hàng siêu nhẹ nhá. Đẹp lắm, 69.000 đồng của Y36 ạ. Lên mã lên đơn cho em là Y36 và cộng số điện thoại cho em. Lên đơn cho em là Y36 và cộng số điện thoại cho em ạ. Giá lốt 69k. Được chưa? Giá lốt 69.000 đồng của Y36 ạ. Lên mã lên đơn cho em là Y36 và cộng số điện thoại nhá. Y36 và cộng số điện thoại cho em 69.000 đồng. Rồi bây giờ em xin phép tặng luôn một đôi này cho bác nào đang còn ở trên này. Được chưa? Đang còn ở trên này cho em mã này. Hoan hỉ nhá. Được chưa? Thảm mét 2 rồi. Ok chị gái Hồng Nhạn em chúc đơn ạ. À, mong được tặng quà. Ok, các chị lên đơn cho em luôn là yêu em Trang gạch ngang số điện thoại đi. Em ghim chị gái thứ ba luôn. Ghim chị gái thứ ba, từ từ em bỏ ghim nhá. Em không ghim chị đầu tiên, tức là em ghim xác suất. Được chưa? Y36 chị Vũ Thị Hường em chúc đơn ạ. Mã này cho em xin mã là gì ạ? Yêu em Trang gạch ngang số điện thoại em ghim luôn chị thứ ba trên màn hình ạ. Có logo là người chia sẻ em mới chốt đơn ạ. Mua nhiều à? Đã mua nhiều không bớt đâu chị ơi, nhà em bán cái giá này gọi là em thanh nhí kho rồi các chị. Ngày mai em like nữa thôi, ngày kia em nghỉ rồi ạ. Yêu em Trang chị Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh nên đầu tiên trượt rồi chị. Trượt rồi ạ, em ghim chị gái thứ ba. Chị Đỗ Hà lên thứ hai mất rồi, trượt rồi. Em ghim luôn chị thứ ba nào. Rồi ok, ui dồi ôi chị Vũ Thị Hường lên thứ ba đây nhưng mà lại không rồi, không phải là yêu em Trang mà nó hỏi giày con gái còn không ạ. Dạ em chúc mừng chị gái Hương Dinh ạ. Rồi em chúc mừng chị gái Hương Dinh ạ, hôm nay được nhận quà. Chị Hương Dinh hay là chị Hương Dinh năm nay đỏ phải không nhỉ anh nhỉ? Phải không? Phải chị Hương Dinh hay chị Hương gì? Mà chị gì mà hôm nọ em bảo năm nay cũng hay được nhận quà lắm rồi ạ. Y34 rồi ok chị ạ. Áo khoác hồng của bé còn 26 cân dạ còn chị ơi. Áo khoác hồng cái mẫu này của em là có 26 cân ạ, có từ 20 cân đến 35 cân ạ, có size nha. Cái mẫu này của em là Y28 ạ. Y28 cộng số điện thoại cho em với ạ. Y28 cộng số điện thoại cho em này. Được chưa? Y28 và cộng số điện thoại cho em với nhá. Rồi em chúc mừng tình yêu nhá, chúc mừng chị gái Hương Dinh ạ. Rồi bây giờ em nghỉ like đây. Nghỉ thôi các chị ơi, nghỉ thôi. Mai lại like tiếp một ngày nữa cho mọi người nha các chị ơi. Rồi anh đi cho chị Hương Dinh nào. Rồi, ôi cứ... Y35 ok chị. Cảm ơn em Trang nhé. Chị Hương Dinh năm nay đỏ rồi đấy. Chị Hương Dinh năm nay là săn được nhiều quà phết rồi đấy. Rồi em nghỉ đây các chị ơi. Hẹn gặp các chị vào live ngày mai nha. Rồi bây giờ em nghỉ đây các chị ơi. Em bảo mọi người này, 69.000 đồng đôi giày đấy. Thì anh đọc là Q36 thì lên là Q36 rồi. Rồi bây giờ em nghỉ đây các chị ơi, hẹn gặp các chị vào live của ngày mai nhá. Hẹn gặp các chị vào live ngày mai, chị nào có đơn nhớ chú nhẹ thoại. Nói chung là bây giờ các chị cứ có đơn là các chị cứ đi đơn đi thôi. Bây giờ các chị lưu đơn là coi như chưa có hàng. Em nói luôn là lưu đơn coi như là xả hàng nha các chị nhá.
Đó, đây là nhà em cứ ưu tiên cho các chị chốt đơn đi trước thôi. Bây giờ em nghỉ đây ạ, em hết giày của bé gái rồi chị ạ. Em chỉ còn mỗi cái mã giày 3 sọc đấy là nó có size 31 đến 33 thôi. Tí nữa mọi người tua lại like hộ em nhá, xem ưng thêm mã sản phẩm gì các chị nào. Comment mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em ạ. Váy bò rồi, ok chị gái Nguyễn Hồng Linh. Váy bò cho bé, ok chị lấy mấy cái chị, cái chân váy bò đấy à? Chị Nguyễn Thị Hồng Linh cái chân váy bò đấy à? Lên là chân váy bò lấy mấy cái thì lấy, hay là cái váy bò cánh tiên. Kèm số điện thoại vào đấy cho em ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn nhớ nhá, những cái như kia vẫn tạo đơn nhá. Ờ, em nghỉ đây mọi người ơi, hẹn gặp các chị vào live ngày mai. Bye bye mọi người nhá. Chúc tất cả chị em mình ngủ ngon ạ. Cảm ơn các chị đã theo dõi live cùng em nhá. Không được tặng gì à, chưa may mắn chị nhá, chưa may mắn, cố gắng lên. À, năm nay mình chưa được quà, sang năm mình săn tiếp. Có những chị là một năm của vừa rồi là không cần phải mua quần áo đâu ấy. Rồi bây giờ em nghỉ live đây ạ. Bye bye các chị. Hẹn gặp các chị vào live của ngày mai nha mọi người. Hẹn gặp các chị vào live ngày mai. Bye bye mọi người. Cảm ơn các chị đã theo dõi live nhá. Các chị ơi mình có thể xem lại live nhá. Comment mã sản phẩm kèm số điện thoại ạ. Ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn cho mọi người. Được chưa? Bây giờ em xin phép nghỉ live stream tại đây nhá. Kết thúc live tại đây ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live ạ. Cảm ơn các chị đã đồng hành cùng live với em nhá. Các chị ơi đặt chế độ theo dõi fanpage nhá. Khi nào mà thấy thông báo ấy thì vào xem live cùng em nhá các chị. Bye bye mọi người. Bye bye các chị.